Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, em nghe ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Câu hỏi của em thì nói về chuyện hôn nhân gia đình thôi. Dạ Dạ. vâng, bạn trình bày đi. À, về nói chung là hai vợ chồng cưới nhau được 20 năm rồi. Thế à? Mà nói chung là cùng vợ đẹp con ngoan hết. Nhưng mà từ cái thời điểm mà năm ngoái tới giờ á, Vâng. thì có lục đục về tiền bạc xíu. Vâng. Rồi mấy tháng ra Tết này thì có thể là chuyện nó hơi to hơn xíu. Thế à? Rồi nói chung là hai vợ chồng được cơm ngon canh cũng ngọt, nói chung là cũng được như kiểu bình thường à. Rồi. Mà nói chung là em thì người ở miền Trung, mà giờ thì người ở miền Nam À thế à? à, cho nên nói chung là cùng nói chung lấy nhau thì nói chung là giữa hai em thôi, còn gia đình thì không quyết định được. Nói chung câu hỏi của em thì nhờ luật sư tư vấn giùm em, nói chung là con nên đeo gia đình không hay là em cũng chán chán nản á. Nhờ À. luật sư tư vấn cho, nói chung là ý em thì muốn muốn gắn bó thì để cho ông bà ngoài quê cho vui đó. Nhưng mà cũng muốn làm lớn chuyện thì con cái này ảnh hưởng. Rồi. Thế là lấy nhau 20 năm thì chắc là bạn cũng tầm gần 50 tuổi đúng không? Dạ, 49 ạ. Rồi. Và hai con thì lớn chưa? Đã trưởng Hai thành con chưa? thì mới học 12 thì học lớp 10. À cũng Hai chưa. hai con thì ngoan học giỏi. Rồi, con ngoan, vợ thì đẹp đúng không? Dạ. Bạn có khoe ngay từ ban đầu là như vậy. Thế Dạ. mâu thuẫn, có vẻ là cái mâu thuẫn ấy không phải là mới gần đây và nó kéo dài lâu rồi à? Không, mâu thuẫn thì nói chung là cái chuyện mà từ hôm hôm trong Tết đến giờ, nói chung là em có vay mượn tiền ở ngoài á. À, để nói chung là cũng lo cuộc sống cho vợ con đi về quê này nọ, hiểu cho Rồi. nó nhiều nhiều xíu Thế là bao thì nhiêu? Nhiều không là bao nhiêu? thì vài ba chục thôi. À vài ba chục triệu và từ cái À, chuyện rồi mà vợ vay vợ nợ như vợ thế. à, vợ à, vợ thì nói là vay không nói cho vợ, mà nó nói là vợ vợ nói là vay vay ông đi cho bồ hay cho gái hay cờ bạc gì đó, mà có vợ đâu có hiểu, đâu có hiểu về cái nỗi à, vay anh em thì không có à, Rồi. thì Thế là bây làm giờ đôi mong tông muốn của đấm. bạn là giải tán hay là muốn hàn gắn? À, thì nói chung là nhờ tư vấn, nói chung là em thì không muốn giải tán, nhưng mà vì em nói chung là mấy cái tháng vừa rồi nên là chung tư Căng tưởng thẳng quá không đúng không được không? Mâu thuẫn tư tưởng cũng lên đến đỉnh điểm, đã bao giờ cãi nhau mắng nhau rồi là không 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 em muốn đời không không bao giờ cài để mắng nhau, mà chỉ là nói cái đó thôi, thì cho em được mặt ấy. Em anh chị em chỉ nói vậy thôi, nên rồi. là cái gì hết thì anh làm thì anh chịu đó. Có Rồi. gì em không hiểu được thì anh và em cũng không, không cãi lộn nhau hết á. Rồi, hai Em vợ chỉ chồng công việc làm ăn tốt không? công Thu an nhập việc thế em nào? chạy xe bình thường, lương cũng khoảng 12-13 triệu đó. À, thế thì Dạ. cái chuyện 20-30 triệu vay nợ ấy thì đã trả hết chưa? Thì nói chung là trả góp thôi, ý là trả tháng thôi. À Dạ. rồi. Và bây À, giờ thì trả chắc góp. là cũng không còn, từ Tết đến nay thì chục tháng rồi thì là cũng không còn nhiều nữa đúng không? Dạ, nói chung là cũng cũng có như vậy đó. Nhưng mà ý nói chung là vợ nói là ý là vợ nói là Vợ bực sao mình vay là bởi vì là vay có vay vợ mà không nói với vợ, mặc dù là vợ chồng dạ đầu gối tay ấp 20 năm nay rồi đúng không? dạ 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 Anh Đinh à, bởi Đoàn sẽ vì tâm sự với bạn nhé. dạ cảm Mời ơn anh ạ. Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin cảm ơn Thành Văn. Xin chào bạn. Dạ cảm Này ơn hiện anh nay là Đoàn ạ. mình Dạ đang ở thành phố Hồ Chí Minh à? dạ vâng ạ. Thế xong hai vợ chồng ở nhà riêng hay nhà thuê? Nói chung là hai vợ chồng đứng ở nhà của ông anh để ông cho ở thôi. Dạ. Ông anh là ông anh vợ hay anh là anh anh của giờ anh mình? giờ anh giờ ạ. Anh vợ cho ở vì anh ấy có nhà anh chưa dùng đến đúng không? Dạ. Mình cũng lấy nhau 20 năm rồi, có bao giờ Dạ. có ý định là sẽ tự lập một chút không hay cứ ở thế đến bao giờ? Thì nói chung là cũng đứng tự lập nhưng mà cũng chưa có chút định, nói chung là cũng có một miếng đất ở xa xa rồi. À, tức là cũng có được mảnh đất xa xa rồi đúng không? Hiện Dạ. nay em tập trung cho hai cháu, một cháu lớp 12, cháu lớp 10. Vài Dạ. năm nữa hai đứa nó đi đại học hoặc nó lớn được một chút, nó có nghề, có ngỗng rồi tập trung. Vì thật Dạ. ra cuộc sống của hai vợ chồng mà làm công nhân thì đến đủ ăn với cho con học cũng là rất là tốt rồi. Chứ còn nói đến mua nhà ở đất Sài Dạ. Gòn thì chắc cũng rất là khó khăn. Nhưng mà mình đã có được mảnh đất xa thôi cũng được. Kể cả Dạ. Bình Dương, Đồng Nai gì cũng được. Mai kia Dạ. gom góp lại mình mua xây một cái nhà nhỏ nhỏ phải độc Dạ. lập. Mình Nói 50 chung tuổi thì rồi mà, đúng không? ở ngoài quê cùng cùng là đất đai cùng nhà cửa đứng để ông bà đứng ở đó cả, Rồi rồi, cùng là mình của em hết. đúng rồi, cái đấy tính Dạ. sau nhé. Dạ. Lấy nhau 20 năm, hoàn cảnh kinh tế khó khăn,
một người miền Trung, người miền Nam không phải là rào cản, đã những cái năm tháng đầu đời đã dắt díu nhau vượt qua được 20 năm khó khăn nhất. Khi con nó còn bé xí bé xíu ấy mà mình đã vượt qua được thì bây giờ chẳng có cái lý do gì để mà mình dừng lại. Cái chuyện vợ chồng có xích mích, có bực bội, thỉnh thoảng có cãi nhau, chuyện này chuyện khác cũng là bình thường. Cuộc hôn nhân nó cũng giống như một cơ thể người, thỉnh thoảng nó phải ốm chứ làm sao mà nó khỏe mãi được, đúng không? Nó không phải là một cái máy vĩnh cửu. Nhất là cuộc hôn nhân nó kéo dài 20 năm, tuổi đời thì 50, tuổi hôn nhân thì 20 năm rồi. Cũng đã đến lúc mà nó cũng nảy sinh những chuyện này chuyện khác. Tình cảm vợ chồng thì chắc chắn nó không còn như cái hồi thanh niên nữa. Và cái nguồn cơn duy nhất chính là cái sự mà vợ chê trách là em giấu vợ nhiều. Từ cái chuyện này người ta sẽ suy ra chuyện khác. Hóa ra anh ấy còn nhiều lần, biết đâu còn vay mượn gì, biết đâu lương anh nhiều hơn mà anh chỉ đưa cho mình có vậy, còn anh ấy gom lại anh gửi cho người này người khác. Đích xác cái hôm mà em vay mấy chục triệu là em làm gì? Đúng rồi ạ. Vậy nói chung là em vay em mua vé tàu, vé xe để đi về ngoài Bắc thôi, chứ không phải có gì hết. Tức là hôm mình về Bắc một mình á hả? Về cả gia đình luôn ạ. Nói chung là về nhiều công chuyện, là về một năm về hai lần đi đám cưới đám hỏi nữa. Nam mình túng thiếu như vậy ạ. Thế mà khó khăn quá, muốn là cả vợ chồng con cái về quê cho nên là vay mất mấy chục và bây giờ thì trả rồi. Thôi đây thực ra này, mình cũng không cần phải thanh minh. Anh chỉ nói với em là nếu anh là cái người mà sống không thật thà rồi vay mượn rồi bồ bịch thì chắc chẳng có thể chúng ta chung sống với nhau 20 năm cho đến bây giờ. Thế còn đấy, cái hôm ấy là bởi vì anh muốn mua đấy, lâu lắm rồi không về quê, nhân dịp thượng thọ, nhân dịp dỗ cụ, dỗ ông gì đấy, muốn cho con cái nó về quê, cho nó có gắn bó quê hương. Cho nên là anh vay như thế thôi, anh nói một lần thôi, em tin thì tin, không tin thì tùy em. Em cũng nói một lần thôi, em không có nói nhiều lần đâu. Nhưng mà kiểu nó thấy là về nhà kiểu nó cơm nói chung ăn cũng không được ăn chung này nọ, kiểu nó hai đứa thì nó đi học á, thì đi học thêm thì nhiều khi trời mưa em nói để anh chở, cuối cùng từ tủi thủi chở một mình nó đi à. Thì nói cho người đàn ông về nhà mà cứ ăn trong năm giống chở, anh chở con đi cùng buồn à. Thì cứ cái gì cũng dành về mình hết, hai đứa con cũng dành về mình để chở đi này nọ à. Tức là cô vợ em là dành lấy việc là chở con đi học, còn mình thì tóm lại là cấm vận, không cho làm gì, ăn ngồi chơi xơi nước thôi, đúng không? Đi làm về thì ông muốn làm gì ông làm đó, ngồi là không nói ở này chở con đi học này không đâu. Từ nguyên là cứng đầu lắm, mà chúng là 20 năm em chịu đựng nhiều lắm, cũng cứng cổ lắm. Không sao cả, không sao cả, đang tức đang giận đấy mà. Bởi vì tưởng là cô ấy tóm cổ mình, cô bảo anh cút khỏi nhà tôi, với lại anh ra khỏi cuộc đời tôi, với anh ký ly hôn đi, chứ còn cái người phụ nữ đang giận mà giận để bằng cách dại dột là mình ôm hết việc vào người để cho chồng nhàn rỗi thì bây giờ em thế này này, về nhà mình thấy việc gì thì mình cứ làm. Cô ấy đang giận, cô ấy đang muốn rằng là không có dây dưa gì nữa, giận chồng thì phải bấu víu lấy những đứa con để cho thấy phe bên kia có vẻ ba người, bên này có một người đang trừng phạt mình vì cái tội mà không thống nhất về mặt tiền bạc tài chính vợ con. Thế thì mình lập công chuộc tội bằng việc nó chịu khó việc nhà việc cửa, rảnh rỗi nữa thì đi tập thể dục thể thao cho người nó rắn giỏi lên, rảnh rỗi nữa thì xem nếu có còn thời gian có làm thêm gì được không. Bởi vì ví dụ em làm công nhân, em làm ca chiều đến 2 giờ chiều, buổi tối 3:30-4 giờ về, em có thể xem trong cái việc gì mà làm gọi là làm bán phần đấy, một phần thời gian. Em thì em chạy xe tải, em đi chạy xe. Nên là chúng em về cùng bữa thì về 4 giờ, bữa về 5 giờ, bữa thì đi 4 giờ sáng, bữa thì đi 7 giờ. Đó, nói chung là công việc của em thì cùng chạy xe cùng bình thường nhàn. Nhưng mà kiểu cái đầu óc nó không được nó thoải mái lắm. Chẳng có gì mà không phải thoải mái. Nhà mình vẫn còn, vợ vẫn ngồi đấy, các con vẫn vậy. Có hơi giận dỗi nhau một chút thì cần có thời gian nó nguôi ngoai, chịu khó đi làm, đi thỉnh thoảng về đột xuất, quăng cho mẹ nó một đấy, hôm nay đi chở hàng dưới Cần Thơ, mua 2 con vịt ngon lắm, mẹ làm cho bọn trẻ nó ăn, đi Đồng Tháp có cái món đặc sản gì ở Đồng Tháp mang về. Thế rồi thỉnh thoảng gọi điện, ví dụ như mình đi làm mà về đến nhà, gần đến nhà rồi gọi điện cho vợ là tối nay không phải nấu cơm, anh có việc này hay lắm, mấy mẹ con cả nhà chờ bố về để ba chờ ba về để đi ăn tiệm. Cứ thể hiện bằng hành động, mình khẳng định rằng là
kiểu gì chăng nữa mình cũng gắn bó với lại gia đình, với vợ, với con. Mình đang có những thay đổi để gọi là lập công chuộc lỗi. Còn từ nay đi rút kinh nghiệm, có công to việc lớn thì cần chi tiêu tiền, cứ vợ ơi, tiền anh đi làm anh đưa hết cho em, bây giờ anh cần 3 triệu mua vé về, có ông chú ruột ở quê mất. Ví dụ như thế có phải là nó đàng hoàng không, đúng không? Nhá, rút kinh nghiệm rồi, rõ ràng là tình ngay lý gian. Mua vé cho vợ con về quê nhưng không nói, khiến cho người ta tưởng rằng là vay để đi bao bạn gái, có phải là không hay không nhá. Rút kinh nghiệm nhưng mà thôi, cũng không có suy nghĩ gì quá nhiều, chưa đến bên bờ vực thẳm gì của hôn nhân còn cứu chữa được. Bệnh cảm, bệnh cúm, bệnh ấy thì chịu khó ăn uống giữ gìn một tí, 5 ngày 7 ngày là nó khỏi thôi nhá. Rồi, và hy vọng là những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn sẽ giúp ích bạn ít nhiều, và không chỉ riêng bạn mà nhiều cặp vợ chồng khác. Hôn nhân kéo dài đã 20 năm rồi mà ngay cả việc chi tiêu trong nhà cũng không đồng thuận, vợ chồng thì rất là khó, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh Cảm Đinh ơn. Đoàn. Còn Cảm bây ơn giờ anh thì Đào chúng ơi. ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thái Bình ạ. Thái Bình đâu ạ? Dạ đây ạ. Vâng, chào chào anh ạ. Vâng ạ, chào anh ạ. Vâng, Câu chào chương hỏi của trình. anh là gì ạ? Dạ. Anh có thể trình bày câu hỏi của mình được không ạ? À, báo cáo chương trình của tôi thì năm nay là ngoài 60 rồi, 65 Vâng. tuổi. Vâng. Vợ tôi năm nay 60 tuổi. Vâng. Thì chúng tôi là cán bộ về hưu bây giờ ở quê. Thì nói chung là hai vợ chồng sống với nhau là vật chất thì có rồi, cho nên tinh thần cũng rất thoải mái. Vâng. Nói về cái chuyện đấy mà thì nói chung là chưa thì chúng tôi nằm với nhau, chúng tôi cũng thực hiện làm việc đó. Dạ vâng. Tối thậm chí chúng tôi cũng làm việc đó. Vâng. Một tháng thì bình quân là chúng tôi khoảng đến 20 lần ấy. Vâng. Vâng. Mà tần suất rất tốt, 25, 30 lần cả một lần ấy. Dạ vâng. 30 phút ấy. Vâng. Vâng. Tôi hỏi chương trình vậy có phải là cái bệnh hay không ạ? Chúng tôi rất là băn khoăn, hai vợ chồng tôi thích lắm là muốn làm một chuyện đấy nhưng mà lại nghĩ đến cái chuyện không biết có phải là bệnh không, cho nên Dạ chúng tôi vâng. lại dạ. Vâng. Tức là anh làm xong cơ thể anh có thoải mái khoan khoái không ạ? Rất thoải mái Dạ, có nhưng đau là không đớn, yên đau vậy. xương, đau vâng khớp gì không ạ? vâng Tức là hoàn toàn bình thường đúng không ạ? rất bình thường anh ạ. Dạ Vâng. vâng, nếu mà bình thường thì anh gọi đến cho chúng tôi làm gì ạ? Và Dạ vẫn lo, mặc dù là thấy bình thường nhưng vẫn lo là bị bệnh à? dạ vâng bây giờ chúng tôi không hiểu đâu, bởi vì người ta nói là cái tuổi này bây giờ là cái đấy là rất là hạn chế, mà bây giờ chúng tôi cảm thấy là rất khỏe, không Đúng. hiểu là Khỏe thì tốt quá, thì người ta mong khỏe chả được, thì bây giờ mình mong yếu đi à, hay là thế nào? tôi muốn nhìn tình tôi là phải là cái bệnh hay không ạ, để chúng Vâng. tôi Thế chị vâng nhà là bao nhiêu tuổi ạ? vợ tôi năm nay 60 ạ, nói chung Dạ vâng. là 60 thì là nên còn chắc là cũng là tắt kinh từ lâu rồi đúng không ạ? vâng tắt thì tắt lâu rồi nhưng mà điện nước còn tốt lắm, chúng À thế tôi à? Vẫn làm cùng nhau tí là tự nhiên là điện nước của vợ tôi là cứ tràn trề đấy. Vâng. À, tràn trề không cần phải thò tay mó chân gì là tràn trề ra rồi á? Hay là Vâng, cũng phải có tác động? có chứ, ôm nhau rồi hôn nhau rồi là sờ mó thì cái nọ kia là tự nhiên vợ thì như thế, thì bắt đầu là chúng tôi thực hiện các công việc đó thôi. Vâng. Dạ vâng, thế đâm ra là thôi hai ông bà nghỉ hưu rồi, là cán bộ nghỉ hưu về quê sinh sống, đâm ra là chả còn trò gì khác, toàn lôi nhau ra chơi đúng không? Dạ vâng đúng vậy ạ. Đấy, như anh kể là trưa cũng có, tối cũng có, thế không phải trông con trông cháu gì à? Không, trong cháu thì nó ở ngoài Hà Nội hết, cháu À ở ngoài Hà Nội hết rồi, ở nhà quê có hai vợ chồng nhưng mà vâng. chứ ở quê thì có tham gia hội phụ lão phụ nữ gì không? Có, chúng tôi tham gia hội người cao tuổi. Vâng. Dạ, tôi hỏi nhỏ anh một chút nhé. Thế có bao giờ là chủ đề của cái hội người cao tuổi ở quê họ bàn về chuyện này không? Để mình ké và mình hỏi thêm. Không, cái đấy thì nói chung là toán người già cả, cho nên tập Người trung với nhau già, tí người là ta ở tôi. quê Vâng. giống như mình chứ làm sao mà già hơn nhiều đâu, đúng không? Bởi vì tôi Vâng. được biết ở quê thì tầm 55, 60 đã tham gia hơn người cao tuổi rồi mất nhỉ? Vâng. Bác Vâng. sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái tần suất quan hệ tình dục ở lứa tuổi 60, 65 như của anh và chị thì có phù hợp hay không nhé. Xin mời bác Dạ sĩ Hoàng Thúy Hải vâng. ạ. Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, chào bác sĩ Hải ạ. Vâng. Vâng ạ. Dạ. Tôi thật sự là ngưỡng mộ vợ chồng anh quá cơ. Dạ, Vâng. vâng. Bởi Vâng. vì ở lứa tuổi anh thì 65 rồi và đặc biệt là chị 60 rồi.
mà vẫn có thể thực hiện được cái việc ấy tới 20-25 lần trong một tháng. Tôi nghĩ là nhiều bạn trẻ hơn như thế rất nhiều, thậm chí thậm trẻ hơn 20 tuổi cũng không không thể làm cái tần suất như vậy được. Nhưng thôi, dù sao thì như anh Văn anh nói rồi, tức là mình làm được việc gì là quý việc đấy, đúng không ạ? Và quan trọng nhất là sau khi thực hiện cái việc đấy và cả anh cả chị đều cảm thấy rất là thoải mái, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, không ảnh hưởng gì đến công việc, thì thì rất là tốt, chứng tỏ mình có một cái cơ thể rất là tốt. Tuy nhiên thì cho dù nó như thế nào đi chăng nữa thì nếu thực sự như anh nói, tức là mỗi một lần quan hệ tình dục mà anh chị quan hệ tình dục thực sự đấy ạ, thì chúng ta cũng phải mất một cái năng lượng rất là lớn, và cái tất cả các cái cơ quan ở trong cơ thể của anh chị đều phải hoạt động hơn bình thường rất là nhiều, thậm chí là gấp đôi. Vâng, nếu như anh không không có một cái bệnh nền gì, chị cũng không có một cái bệnh nền gì, thì sau mỗi một lần quan hệ tình dục, cho dù là khỏe đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải, tức là các cơ quan của cơ thể nó phải hoạt động rất là nhiều. Vì thế nó phải cần có thời gian để hồi phục, và phải biết chăm sóc xem là nó có những cái dấu hiệu gì nó bất thường hay không nhá. Mình tôi nghĩ là ở lứa tuổi như anh chị thì có lẽ là cho dù có tốt đi chăng thế đi chăng nữa thì mình cũng cần phải điều chỉnh để cho nó phù hợp với cả cái mà bây giờ như như anh Văn anh nói là chúng ta đã vào hội người cao tuổi rồi anh ạ nhá. Mình làm cái gì nó cũng phải phù hợp và nó phải đảm bảo được cái sức khỏe lâu dài. Chứ còn nếu như mà tình trạng này mà kéo dài thì tôi cũng không biết là nó sẽ có thể gây ra những cái gì nó bất lợi cho sức khỏe của anh chị không. Mặc dù hiện tại nó chưa có vấn đề gì, nhưng trong thời gian tiếp theo thì mình cũng nên cân nhắc và mình điều chỉnh cho nó phù hợp ạ. Tôi nghĩ rằng là ở tuổi như anh chị mà ngủ trưa cũng có thể làm được việc ấy thì thật sự là mọi thứ nó quá là cho dù tốt mấy đi chăng nữa thì ta cũng nên cân nhắc ạ. Anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Dạ tôi rõ rồi anh ạ. Ở lứa tuổi nào cũng vậy thôi, nó cũng có cái ngưỡng của nó anh ạ nhá, đừng phung phí quá. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Rõ ràng chuyện quan hệ tình dục ở lứa tuổi này như trường hợp này là hoàn toàn bất bình thường đối với, đúng không anh Đinh Đoàn? Thật ra thì có lẽ nó cũng chỉ là giai đoạn đầu của các bác thay đổi môi trường. Cả cuộc đời đi làm xong cứ gồng lên rồi quên chuyện đi, xong ở Hà Nội thì chật chội rồi vướng con vướng cháu, nay thì được nghỉ hưu, tư tưởng nó đã thoải mái, từ nay đi là sống cho mình. Buông xóa đúng thật. Xong rồi lại về quê nữa, không khí nó mát lành, xong lại cũng chẳng giao lưu với ai vì vừa mới về quê xong, các cụ nông thôn toàn người lớn tuổi, mình thì là cán bộ. Thành nó chưa hòa nhập được thì còn mỗi người bạn vui này là bà vợ đi đâu cũng dắt díu nhau, người bên cạnh duy nhất, thành ra rảnh rỗi sinh nông nổi. Chứ rồi cụ một thời gian nữa cụ hòa nhập với cuộc sống ở quê, đi câu cá với lại mấy cụ khác, rồi ngồi đánh tổ tôm hay ngồi chơi cờ với lại các cụ, rồi uống chén nước trà nhớ chuyện ngày xưa, kể chuyện thời bao cấp, thì nó cũng phân tán đầu óc đi. Còn hiện nay thì chắc là nó cũng mới giai đoạn đầu thôi chứ không bền được đâu ạ. Tôi nghĩ là với một có thể về bác nam giới thì có thể ở một cái người 65 tuổi không có một bệnh nền và bác ấy có một cái sức khỏe tốt và có một cái chế độ luyện tập tốt thì có thể duy trì được. Nhưng ở một bác nữ ạ, 60 tuổi, tức là bác ấy đã mãn kinh rất là lâu rồi. Và bác ấy nói là điện nước tràn trề, nhưng mà tôi nghĩ về mặt sinh lý thì cũng khá là đặc biệt, bởi vì ở tuổi này cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cái estrogen nó cũng không còn nữa nhiều nữa, cho nên là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều, trong đấy đặc biệt là ảnh hưởng của cơ quan sinh dục. Các cái niêm mạc của cơ quan sinh dục nó không thể nào mà nó bình thường được, nó sẽ khô, nó sẽ mỏng rồi nó sẽ teo, và vì thế nếu như một cái tần suất quan hệ tình dục quá nhiều thì nó sẽ gây ra những cái bất lợi cho sức khỏe của bác ấy, và nếu như những cái viêm nhiễm, những cái vấn đề của cơ quan sinh dục mà nó không được kiểm soát, nó không được thăm khám, không được theo dõi, không được phát hiện sớm, thì những cái nguy cơ, đặc biệt là những nguy cơ về ví dụ như là ung thư cổ tử cung hoặc là những cái vấn đề khác, nó có thể sẽ là những cái cơ hội thuận lợi và rất dễ gây ra những cái ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe ạ. Vâng, đặc biệt là bác gái nữ 60 tuổi đó ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và hy vọng những cái lời chia sẻ này sẽ giúp ích cho các anh, các chị ở lứa tuổi 60, 70
có cái tần suất quan hệ tình dục ở mức độ vừa phải, bởi vì quan trọng nhất ở tuổi này đó là sức khỏe chung toàn thể cơ thể, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Phú Thọ. Dạ, tôi đây ạ. Dạ vâng, tôi chào chị. Vâng, tôi cảm ơn chương trình đã có lòng hỏi nhớ đến tôi. Dạ vâng. Tôi có một câu hỏi về gia đình, tức là chúng tôi năm nay cùng tuổi đã là 65 rồi. À. Thế chồng tôi đi ra ngoài quan hệ còn có ngoại tình là 4 năm. Vâng. Nhưng 2 năm trước thì có gặp một cô gái hơn 30 tuổi, ngang tuổi con gái như cô ấy ở nhà quê. Vâng. Thế 2 năm sau vừa rồi là ông ấy lại đi quan hệ bồ bịch với một cô gái mại dâm ở nhà nghỉ, tại nhà nghỉ. Thế nhưng mà trong thời gian đấy thì tôi không biết, cho nên là vợ chồng tôi vẫn cứ quan hệ. Thế gần một năm nay thì là tôi phát hiện ra là ông ấy qua lại với một cô gái mại dâm, tức là bây giờ vẫn đang quan hệ. Vâng. Vâng. Thế mà thì tôi muốn hỏi là mà ông ấy đi thì, tức là 4 năm nay rồi, ông ấy đi được đồng nào, ông làm được đồng nào, ông chơi hết. Kể cả xa máy ông ấy cũng cắm hết rồi. Vâng. Thế mà việc gia đình thì ông không quan tâm gì đến cả, vợ con ốm đau ông mặc kệ. Vâng. Mà ông bây giờ là ngày nào ông cũng đi. Thế à? Thế ngày nào đi, ông đi làm được đồng nào ông đi hết. Thậm dạ vâng. chí ông còn cờ bạc nữa. À, rồi. Lô đề nữa. Đấy. Thế là anh chị là năm nay 65 tuổi đúng không ạ? Vâng. Vâng, thế là còn quan hệ được với nhau không ạ? Chúng tôi vẫn quan hệ, nhưng mà gần một năm nay là tôi phát hiện ông ấy bồ bịch với cô gái mại dâm, cho nên tôi sợ bệnh nên tôi không dám gần cũng ông ấy nữa. À rồi. Đấy, thế và bây giờ là... thì ở tuổi 65 của anh ấy thì anh ấy làm được bao nhiêu tiền, toàn đi cung phụng người ngoài thôi đúng không? Vợ con thì không lo lắng. Kinh tế ông ấy không nói năng gì cả. Quan rồi. Con gái. Thế ông ấy làm nghề gì nhiều tiền lắm à? Ông làm ông ít tiền thôi, nhưng bây giờ đến mức độ mà ông không có ông ít tiền thì ông lại đi làm xe ôm cho cái cô gái kia. Ừ. Tức là cô là gái mại dâm, cho nên xong ở đâu làm xe ôm trừ ông, tiền đúng không? Ông ấy. Làm đến xe ôm chở đi khách thì xong là trừ bằng cái chuyện quan hệ đúng không? Vâng, đấy là coi là, nhưng mà bây giờ vẫn bổ bị vẫn ông, tức là ông ấy đang làm thợ cho người ta, nhưng mà có cô kia gọi là ông bảo luôn ông đi. Ừ. Kể cả đang ăn cơm. Rồi, thế là anh chị chắc là đông con nhiều cháu rồi đúng không ạ? Chúng tôi thì 4 năm sau, 4 đứa con, 4 đứa cháu, cháu tôi 17, 16, 17 rồi. À thế à? Thế con cháu tôi... nó có biết ông thế không? Nó biết nhưng mà nói mãi đâu không được chỗ cháu ạ. À thế à? Rồi. Nói không được, bây giờ ông cùn rồi, ông bảo là, ông chỉ một cái là ông bảo là bây giờ ông già trước khi ông còn trẻ ông không biết. Bây giờ ông già rồi thì ông ấy hưởng thụ. À ông già rồi ông hưởng thụ đúng không? Chả biết hưởng thụ được vài ba năm nữa không? Ông anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhá. Vâng. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng, chào anh. Em tôi. À. Anh chị ơi, thế thì chị sống ở nông thôn hay ở thành phố? Tôi ở nông thôn. Vâng. Trước đây chị có làm gì, hiện nay có lương hưu hay không, hay mình vẫn phải đi làm để mới có thu nhập? Chúng tôi phải đi làm mới có thu nhập. Thế hả? Bây giờ ví dụ bản thân chị là đi làm gì? Tôi thì làm nuôi ở nhà, chăn nuôi trâu, nuôi bò, nuôi lợn, nuôi gà, với các cháu nó thiếu thốn thì các cháu nó cung cấp thêm. À vâng. Còn các con thì lấy vợ lấy chồng cũng gần gần ra ngoài. Các con thì lấy chồng cũng gần gần ở đấy hả? Lấy vợ lấy chồng gần ở quanh nhà chị. Lấy chồng xa nó đi làm hết nhưng mà nó vẫn cung cấp cho tôi. Bởi vì bố nó như thế cho nên nó vẫn thương mẹ, nó vẫn cung cấp cho mẹ. Đấy thôi mình cũng may mắn mình còn có được những đứa con nó rất là cũng trưởng thành rồi, nó cũng hiểu biết, nó cũng biết hoàn cảnh của mẹ. Đến cái tuổi này bây giờ có làm ầm ĩ nên họp gia đình hay là dọa nạt ông ấy thì cũng khó. Một người đàn ông đến cái tuổi bắt đầu lẩm cẩm rồi, nghĩ đúng là người ta vẫn nói vui là trẻ nết na già hư hỏng. Trong trường hợp của anh ấy đúng quá cơ. Anh ấy nói rằng là hồi trẻ anh chưa biết gì, cho nên không biết mùi đời. Bây giờ 65, 70 đi làm để anh ấy hưởng thụ. Mà hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ cái cô gái mại dâm. Đấy. Gái mại dâm cô ở cách nhà tôi có 3 cây, ở nhà nghỉ cách nhà tôi có 3 cây thôi. Cho nên là hầu như ngày nào ông cũng đi. Vâng. Chị ơi, thế bây giờ là hai anh chị thì vẫn ăn cùng mâm ngủ cùng giường, có điều là không sinh hoạt thế đúng không? Chúng tôi thì đấy, từ ngày tôi biết là ông ấy quan hệ với gái mại dâm thì tôi không ở cùng, cũng chỉ có ăn cùng ở cùng nhà nên là rất khó chịu ông anh ạ.
Rồi. Là ông về ông còn ngắm chửi ông bảo tôi là không phải vợ ông thế nọ thế kia, ông bảo ông không cần nhờ các con, ông không chẳng nhờ. Chị ơi, thế hiện nay có cháu nào ở cùng với này anh chị không, hay mỗi hai anh chị ở với nhau? Tôi có hai vợ chồng với lại một đứa cháu, nó ở đấy là cho nó vui, bởi vì các cháu nó bảo ông ấy như thế, ông cứ đi suốt ngày suốt đêm thì ở có một đứa cháu ở nhà mấy bà cho vui. Vâng. Nhà mình có rộng không, có phòng nọ phòng kia gì không? Nhà tôi thì nhà ba gian thôi, nhưng mà cũng có phòng riêng, chúng tôi ở ngủ riêng mà. Tôi nói thật thế này này, đúng là cũng nghĩ cũng bực và cũng hận thật. Vì suốt cả cuộc đời gắn bó với nhau, nghĩ rằng cuối đời thì yêu thương nhau, bù đắp cho nhau nốt những năm tháng cuối cùng này. Nhưng mà không ngờ ông như thế thì mình cũng buồn. Nhưng ban nãy tôi nói rồi, trong hoàn cảnh của chị bây giờ cũng không ai giáo dục được anh ấy, cũng không ai uốn nắn gì được. Có làm tung lên đưa ra pháp luật thì cũng thôi, cũng ảnh hưởng đến các con, các cháu. Các cháu nó không muốn cho tôi làm to ông anh ạ. À. Rồi. Nên nó cũng bảo là này, cứ coi như ông không có sự sống trên đời này nữa đi. Nhưng mà ở cùng nhà nên cũng khó chịu lắm. Mà ông kể ông cứ cáu kỉnh, ông cứ khó khăn, ông chửi, ông bảo tôi là ông phải làm cho tôi chết dần chết mòn. Thôi chị ơi, chẳng biết ai chết dần chết mòn. Bây giờ ông đã mong mình chết sớm thì mình phải sống để mình sống thọ, sống khỏe. Để ông ấy thấy rằng là không có ông tôi không chết. Mình vui được vui với các con các cháu, chịu khó đi ruộng đi nương trồng cây rau cây cỏ để mình có thêm thu nhập, có rau sạch để mình ăn cho nó khỏe mạnh, cũng không cần thiết phải ăn chung nữa. Bây giờ thật ra thì độc lập đi, đã không còn nghĩa còn tình gì đi. Bây giờ cứ suốt ngày đi làm được bao nhiêu tiền đi bao cho người ở ngoài, xong rồi về nhà ăn cơm với vợ mà là còn bạc bẽo bạc miệng, không nói được một lời tử tế, thì tôi nghĩ rằng cũng không cần. Hãy buông ông ra, đúng là như các cháu nó nói là thôi coi như ông ấy không còn tồn tại, ăn đâu thì ăn, uống đâu thì ăn, về muộn thì mì tôm mì tiếc, đấy là việc của ông ấy, đi chở mấy cô mại dâm rồi nay rồi sức khỏe nó cũng sẽ tàn phai, rồi sẽ có một lúc nào đó anh ấy sẽ nhận ra rằng là nếu anh ấy có nằm xuống, có ốm đau, có bệnh tật thì người xung quanh anh ấy cũng chỉ là chị với các cháu thôi. Thì may ra rồi, nếu trời cho anh ấy thoát nạn cái bữa đó, anh ấy phải nhận ra giá trị của vợ con. Còn bây giờ còn khỏe, còn đi làm được đồng nào cứ nhét vào cái chỗ đó thì rồi thấy nó không cần ai nữa. Nhưng mà cuộc đời nó không mãi mãi thế được đâu. Nó đến nhanh lắm ấy. Tuổi già sồng sộc năm nay 65 rồi nhá. Ông không sợ quả báo. Ừ. Thôi, mình không phải nói quả hay không quả nữa, mình cũng chả mong cho ông ấy quả. Ông ấy sống, ông ấy lo thân ông ấy. Chứ bây giờ ông có nằm bẹp ở đấy hay ông có đột quỵ thì mình cũng phải hầu ấy mà. Thế cho nên là chỉ có điều để cho mình cảm thấy mình đỡ uất ức, đỡ thấy bực bội là mình phải hầu hạ một cái người mà vô nghĩa vô tình. Rồi, chào chị, cảm ơn chuyên gia Tâm Lập Đinh Đoàn. Tôi cảm ơn chương trình đã cho tôi lời khuyên. Như có sự trùng lập đúng không anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thí Hải? Hai người đàn ông ở hai câu chuyện vừa rồi là đều ở lứa tuổi 65, nhưng mà tôi tựu chung lại có vẻ là các ông 65 bây giờ vẫn còn khỏe lắm, máu lắm, đúng không ạ? anh ông xã nhà chị bác sĩ Hoàng Thúy Hải sắp 65 đấy. Dạ vâng. Không biết là có được thế không? Thực ra thì tôi nghĩ là hiện nay có rất nhiều người đời sống cũng khá lên nhiều rồi ạ. Dạ vâng. Vâng, rồi chất lượng cuộc sống nó cũng cải thiện hơn. Mình thấy là tuổi thọ cũng cao hơn trước đây và cái quan trọng nhất là các cái điều kiện để cho các anh ấy thực hiện những cái việc đấy nó khá là dễ dàng. Dạ vâng. Chính vì thế mà họ dám bỏ qua rất nhiều thứ. Nhưng mà ở đây thì tôi rất là tâm đắc với anh Đinh Đoàn ở chỗ là nếu mà không còn nghĩa, không còn tình, rất rất nhiều các cái bài học đã thấy là khi ốm đau, khi về già lại quay đầu về với vợ. Vâng, lúc đấy lại xin lỗi rồi là lại thế nọ thế kia và người mà đi cùng mình nhất thì vẫn chính là vợ con thôi. Vâng. Dạ vâng. Rõ ràng là làm sao mà để cái cuộc sống tình dục nó hòa hợp ở lứa tuổi này cũng không phải là điều dễ dàng đúng không anh Đinh Đoàn? Bởi vì người phụ nữ và người đàn ông nó hai cái trái ngược nhau. Thật ra thì nó cũng tùy hoàn cảnh gia đình, cũng có những gia đình cũng không vợ chồng mà cởi mở rồi chia sẻ với nhau. Vâng. Thì cũng không đến nỗi. Hiện nay do cái công tác truyền thông tốt, đặc biệt là rất là nhiều các bác lớn tuổi mà nghe chương trình Cửa Sổ Tình Yêu trong gần 30 năm vừa rồi là cũng cập nhật thông tin. Vâng. Cũng hiểu biết rằng là 60
vẫn còn có thể duy trì cái hoạt động được. Chứ tôi nghĩ cách đây 20 năm là các bác vẫn cứ nói rằng ôi tôi lên bà rồi, năm nay tôi 50 rồi, bây giờ tối tôi toàn ngủ với cháu, tôi ôm cháu, tôi cách ly ông ấy. Nhưng bây giờ thì toàn các bác 65, 70 vẫn duy trì cái đó. Dân trí cao. Có điều rằng là một vài trường hợp, một số những trường hợp, những gia đình mà nó có cái sự lệch pha, thì đúng là lệch pha trong cái quan hệ vợ chồng nó cũng cũng dẫn tới những chuyện này chuyện khác một chút. Vâng, lệch thì cố gắng tìm cách để kê, hoặc là mình sẽ giải quyết những cái đấy bằng hình thức nào. Chứ nếu chúng ta đi quan hệ tình dục với gái mại dâm, hoặc là quan hệ tình dục với những người có nguy cơ cao như thế, thì thực sự là cái người lo vừa rồi, tôi thấy chị lo rất là đúng. Nguy cơ chị mắc những cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục là rất cao. Chưa kể những cái bệnh có thể mình gọi là khá là nguy hiểm, ví dụ như là viêm gan B, như là HIV, rồi là lậu, là giang mai. Chị có thể là không, chưa có, thậm chí có thể không có những cái biểu hiện lâm sàng, nhưng mà biết đâu là lây từ người chồng. Khi mà người chồng có những cái hành vi quan hệ tình dục như vậy thì rất là nguy hiểm. Dạ vâng. Vâng. Và lời khuyên đối với những trường hợp này là hoàn toàn phải đi khám, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thì mới phát hiện được, chứ không không thể nhìn bề ngoài để xem là có bệnh hay không có bệnh được. Vâng ạ. Rất là cảm ơn anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thái Bình ạ. Em hỏi về cái khoản vợ chồng em thì cần cái khoản chưa đi chợ để hết tiền, nhưng con vợ thì nó toàn chê, xong rồi nó kiểu dịp này là nó có vẻ nó muốn nó đi ngoại tỉnh. Thế à? Vâng, đấy. Phát hiện được chưa hay là nghi thế thôi? Không, nhưng mà là kiểu là cứ thỉnh thoảng lại có tin nhắn, xong rồi nó cứ cười, xong rồi nó cứ cười tủm tỉm, xong rồi em cứ phát hiện là mờ là phải đến tuần này là vậy. Thế à? Vâng. Bây giờ có khi nó nhắn tin cho anh Thành Văn đấy thì dạ, mới hay cười như thế. Không, nhưng thế là nó cứ cười tủm tỉm, xong rồi nó lại nhắn tin lại. Như thì em hỏi là cái ai nhắn tin, nó cứ bảo là bạn như nó. Đấy, thấy. Hôm vừa rồi tôi cũng nhận được cái tin nhắn của một chị 50 tuổi đấy. Thế, xong khi tôi nhắn lại cái là chị cười phé phé lên. Thế xong là hỏi tại sao cười thì lại kêu là chồng em đang ở bên cạnh. Em hỏi anh về cái chuyện đấy, nó em thì là kiểu người nó béo, nhưng mà cái khoản kia thì nó cứ đi chợ hết tiền. Người béo à? Bao nhiêu cân? Dạ, em á, em thì 70 cân mà em cao cũng 1m6 thì. Cao mấy sáu mà nặng 70 cân, thế là thừa cân rồi gì nữa. Vâng đấy. Thế à? Thì dịp này thì em phải toàn phải. Thế một tuần đi chợ mấy lần? Dạ. Một tuần đi chợ mấy lần? Tuần thì đi 3 lần, có đi lần 4 lần, nhưng mà lần nào hết tiền. Tiêu khỏe thế đấy chứ. Dạ. Phải biết tính toán chứ, mà sao lại đi chợ 4 lần tuần, lần nào cũng hết ví sạch. Nhưng mà con vợ nó cứ bắt phải dạy. Thế à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó thì năm nay là nó mới có 40. Ừ. Vâng, thì chưa đi chợ lại hết. Thế là mấy chục năm nay đi chợ rồi? Đi thì lâu rồi, nhưng mà cái mà em là cái dịp vừa rồi em lại bị cái tiểu đường. Đấy. Lại còn tiểu đường nữa. Vâng. Phát hiện tiểu đường lâu chưa? Tiểu đường là từ tháng đầu năm bây giờ. Thế nhưng à, mà lên mười mấy chấm? Cái đợt là 11 chấm, nhưng em phải đi nằm viện mất 2 tuần thì là giờ là tiểu đường nó ổn định rồi, nhưng mà thế là từ cái đợt thế giờ là chưa đi chợ lấy tiền rồi. Rồi, thế là huyết áp thì có cao không? Không, huyết áp thì bình thường mà. Rồi, có mỗi chuyện tiểu đường thôi mà lên tận 11 chấm. Vâng, thì là em là mấy năm trước là em cũng hay đi, là em hay đi làm khách sạn nhà nghỉ trên Hà Nội ấy. Ừ. Thế là em cứ hay dùng cái đồ nước ngọt ấy. Thế là nó thì mấy năm bắt đầu là cái đợt Tết rồi, về ăn Tết bây giờ ra dương là nó phá tiểu đường ra. À, tức là ăn đấy, đồ ngọt ở khách sạn đúng không? Vâng, là do là làm khách sạn thì hay ăn đồ ngọt, chắc là kẹo bánh hoa quả gì đấy đúng không? Toàn uống bổ hút. Ôi trời, lại còn thế nữa. Đấy thì mấy năm trước thì là người vẫn đi làm trên đấy là uống ở đấy, xong rồi thế là đợt ra chiêu rồi là bị rồi mất. Câu hỏi của bạn có hai vế đúng không? Một là chưa đi chợ thì đã hết tiền. Vế thứ hai là nghi ngờ vợ nhắn tin cho ai mà cứ cười khúc khích đúng không? Nghi ngờ là vợ ngoại tình đúng không? Vâng đấy.
Bây giờ bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ chẩn đoán cái bệnh của bạn đầu tiên nha. Mời vâng. Mời bác sĩ ạ. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Thế sao tôi nghe câu chuyện của bạn với anh Thành Văn tôi thấy bạn vui vẻ thế? Vâng, thì tính em thì em cứ hay vui vẻ. Em thì em hiền lành lắm, em chả có thì vợ chồng người sống với nhau mấy chục năm chả bao giờ cãi chỉ nhau. À, thế thì tốt nhỉ. Vâng. Vâng, vâng. Tại vì mình đang lo là chưa đi chợ mà đã tiêu hết tiền, nhưng mà giọng mình cũng không đến nỗi là bi đát lắm đúng không? Vâng, vẫn... em thì em sống vô tư thoải mái. Ô, thế thì tốt gì, quá. Nhưng mà cũng vợ nó cứ chê em thấy. Vâng. Vợ thì mới có 45 tuổi à? 40. À 40 à? Em 45. Ừ. Thực ra thì vợ cũng đang ở giai đoạn sung sức nhất thật. Và quan hệ tình dục thì nó cũng là một cái phần tất yếu rất là quan trọng trong cái đời sống của hai vợ chồng. Vì thế mà chắc là khi mình tự cũng thấy là mình chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền đúng không? Mặc dù một tuần miệt mài đi 3-4 lần nhưng mà lần nào cũng chưa đi đến chợ thì nó đã rụng rời hết cả rồi. Và có thể nó làm cho vợ không được thỏa mãn. Vâng, mà chị ấy, và chính điều đấy hỏi này là nó kiểu là từ phải đến tuần này là nó cứ lấy lý do kiểu nó đi chơi với bạn nó với nó kia, nó cứ lấy lý do nó đi để em nghi lắm. Ôi, thứ nhất là về vấn đề sức khỏe của mình thì thực sự là mình có vấn đề. Thứ nhất là mình đúng là thừa cân. Vâng, em thì là mọi người cứ bỏ thừa cân, thế là dịp này cứ vấn đề phải ra phải đi tập bộ máy tập bộ để đi thể dục. Nhưng mà mình lại có một cái tiểu đường và chính cái tiểu đường đấy cũng như là các cái thuốc điều trị tiểu đường nó cũng có thể làm ảnh hưởng tới cái cương dương của mình hoặc là ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục khi mà mình đang phải điều trị. Nhưng cho dù thế nào thì mình buộc phải điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ nhé. Và phải tái khám thường xuyên. Ổn định mà. Bây giờ thì nó đang ổn định. Đấy là ổn định do thuốc. Nếu như mình lơ là điều trị hoặc là mình không tái khám theo đúng hướng dẫn của bác sĩ thì tiểu đường nó lại bùng lên. Và khi mà lượng đường ở trong máu rất là cao như thế thì nó có thể gây ra rất nhiều những cái biến chứng không tốt cho sức khỏe của mình. Tiểu đường như thế này có thể phải điều trị suốt đời. Và đúng là mình có rất nhiều thứ mình phải quan tâm. Đầu tiên là sức khỏe của mình đã có một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào cho nó hợp lý, luyện tập cho nó phù hợp, có giảm được cân thì càng tốt. Còn nếu như mà không giảm được cân thì cũng phải duy trì được một cái sức khỏe tương đối ổn định, điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ thì nó sẽ giảm những cái biến chứng cũng như là không phát sinh ra những cái khác, đặc biệt là ví dụ những cái vấn đề liên quan tới huyết áp chẳng hạn, là hai cái bệnh đấy nó cũng rất hay đi kèm với nhau. Và khi nó đi với nhau như thế thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là liên các bệnh liên quan đến nam khoa nhé. Thế còn cái chuyện tin nhắn của vợ và vợ dạo này lại hay đi chơi như thế nào? Thì cái đấy em đang lo cái khoản đấy. Đấy, lo là phải thôi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào. Tức là con nhà mình lớn cho em ơi. Con thì em thì lớn rồi mà. Nó còn đi học hay nó đi lấy chồng lấy vợ rồi? Con lớn thì đã đi lấy chồng rồi. Còn đứa thứ hai thì nó còn đang đi học. Lớp mấy? Dạ. Nó học lớp mấy rồi? Đứa thứ hai thì năm nay mới học lớp 7. Hai vợ chồng nhà cửa ổn định không? Xây to nhà không? Nhà em thì ổn định rồi, nhà cửa thì đầy đủ hết rồi. Nhưng... rồi. Đúng không? Thế sao đang làm ở Hà Nội lại về quê làm gì? Thì em cái đợt Tết rồi về xong là phát hiện ra tiểu đường thì bắt đầu là về ở nhà chứ. Thật ra thế này này. Mình cứ ngồi đấy mình nhòm cho vợ nhắn tin cho ai tủm tỉm cười xong suy luận suy nghĩ thậm chí có nhảy vào để mà răng điện thoại của cô ấy thì mình cũng chả phát hiện ra cái gì, mà phát hiện ra cũng chẳng giải quyết được cái gì. Cho nên việc bây giờ mình làm đó thứ nhất là cải thiện sức khỏe. Cái thứ hai là cải thiện cái hình ảnh đi, con nó một đứa lấy chồng rồi một đứa đang học lớp 7 rất cần tiền của bố, bố đi làm đi. Đi Quảng Ninh cũng được, đi Hải Phòng cũng được, không nhất thiết phải đi Hà Nội. 50 tuổi vẫn còn ngon lành lắm. Mình đi làm đi, lưu ý đến ăn uống dinh dưỡng rồi tập luyện cho nó ổn định về cân nặng. Rồi xem theo dõi sức khỏe để cái tiểu đường nó cũng ở trong cái phạm vi cho phép. Cải thiện sức khỏe đi. Thế xong rồi mai kia, thứ nhất là trong túi mình có tiền. Thứ hai nếu mà tóc mà nó có bạc rồi nhuộm đi cho nó đẹp.
quần áo mặc cho nó ngon lành vào. Đi làm thứ nhất nó mang lại niềm vui, thứ hai là tiền của mình nó khác với cái tiền ngồi đấy mấy con 50 tuổi trông chờ bà dị chị nào ở đâu cho tiền để ngộ nhỡ trong cuộc sống nó có nhiều điều sơ sẩy chị không cho được nữa thì mình chết đói à. Đi như thế nó vui bạn vui bè. Em thì đợt này em còn đang ở nhà em chữa cái tiểu đường, em uống thuốc em chưa đi được. Chữa ở đâu cũng được, sao phải về quê chữa? Ở Quảng Ninh, Hải Phòng lại càng có bệnh viện lớn, lên Hà Nội là càng có điều kiện chữa bệnh hơn. Vừa làm vừa chữa bệnh của mình, không phải bệnh cấp cứu và không nhất thiết phải nằm viện. Ở đây là điều chỉnh bằng lối sống cũng như là tập luyện, cũng như là sử dụng thuốc mà theo đơn của bác sĩ, thế thôi. Thế bà đi như thế em được giao lưu với mọi người, em vui vẻ đi. Em không phải ngồi đấy em để ý thấy vợ cười cười tủm tủm rồi đầu mình suy luận nó chắc lại có một đứa nào nó nhắn tin, chắc nó lại rủ đi uống cà phê, chắc nó lại khen vòng 3 đẹp, vòng 2 đẹp xong rồi vợ sướng cười tít mắt. Em cũng thay đổi mà, trước thì khỏe mạnh, bây giờ thì hết béo phì lại đến tiểu đường, lại còn đi chợ không hết tiền, lại còn cứ lợn vợn ở nhà không chịu đi làm. Thì em cũng thay đổi, đừng trách người khác thay đổi nhá. Còn rất là trẻ, đi xông pha ngoài đường đi, mai kia 70 bắt đầu quay trở lại mình có một món tiền mình dưỡng già, có tốt không? Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Em hỏi anh là chồng em chung thủy với em có 45 tuổi, bây giờ em là 56 rồi, thế chồng em đi với gái là 6 lứa rồi, bây giờ chồng em lại đi với con nữa, thì bây giờ em bắt được mà hai người vào nhà nghỉ thì em có quyền đánh con đấy không anh? Thế sao lại phải, tức là chồng đi ngoại tình là tận mười mấy năm nay rồi á? Vâng, bây giờ ba năm nay là bỏ hẳn em, không gần nhau một tí nào nữa anh ạ. À, bây giờ lại đi với con bé gần nàng ạ. À. Thế bây giờ em bắt được thì em có đánh được con bé đấy hay là em chỉ đánh cảnh cáo thôi anh? Em chỉ đánh cảnh cáo nó thôi. Thế nhưng mà ông ấy có về nhà không? Hàng ngày ông có về nhà không? Về nhà với vợ chồng không gần nhau gì hết anh ạ. À. Thế bây giờ muốn ông ấy gần mình à? Hay là sao? Em vẫn muốn là anh tình cảm với em và xe máy em mua cho ông là hai cái rồi. Thì bây giờ ông đi với gái thế thì em có quyền đòi xe máy không anh? Thế là tổng cộng ông ý đi với gái bao nhiêu năm nay rồi? Vâng, gần 20 năm nay rồi. Thế và có con với các cô là bao nhiêu đứa con ngoài gia thú rồi? Con thì không có một đứa nào, em thì có mấy ông ba đứa. Thì nó xây dựng gia đình hết rồi, được 7 đứa cháu rồi. Rồi, xin lỗi chị, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em năm nay 56 anh ạ, anh thế à? 56. Thế à, hai vợ chồng đều 56 tuổi. Và tận mười mấy năm ông ấy đi lang thang khắp nơi rồi đúng không? Vâng. Mà chị thì vẫn mong muốn là về đến nhà là phải tình cảm mình, mà nó ứ thèm tình cảm mình thấy biết đau chứ đúng không? Vâng, vâng. Rồi ôi, thế bây giờ là muốn đi đánh cái cô kia à? Vâng, em muốn đánh cảnh cáo nó thì có được không anh? Nếu mà đánh cảnh cáo là đánh như thế nào? Tức là tát nhẹ vào mồm á, hay là đánh nhẹ vào người? Cảnh cáo chỉ thế thôi chứ. Thế em đánh vào mặt nó cho nó sưng mặt lên là thôi thôi, hay là em thôi. Ui rồi, cắt tóc hoặc là nhỡ là tóc thì không cắt, lại cắt vào cổ người ta thì hết chuyện. Không nên dùng vũ lực, bởi như thế là mình vi phạm pháp luật đấy nhỉ. Mà như thế là gọi là gì nhỉ? Xâm phạm sức khỏe người khác đấy nhỉ. Thế nó cướp chồng em thì sao? Em chờ có chồng mà em không được gần chồng thì nó cướp chồng em thì sao? Mà em không có quyền đánh nó hả anh? Rồi bây giờ mình đòi chồng về thôi. Còn đòi như thế nào, bằng phương thức nào thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhá. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào mẹ 56 tuổi, có 7 đứa cháu, 7 cháu nội hay ngoại đấy? Cháu nội tất có 3 đứa con trai, cháu nội tất là được 7 đứa cháu anh ạ. À. Hiện nay mình đang sống với ai? Em đang sống một mình. Sống một mình, còn 3 đứa con trai với các cháu thì nó ở gần đấy thôi đúng không? Các cháu ở gần là riêng hết rồi. Rồi, thế mình có làm gì mà ăn không? Kinh tế thì như thế nào? Em đi làm ô xin, em dành được 300 triệu rồi, bây giờ em lại đi làm tiếp. Đấy, có lẽ vấn đề nó ở chỗ đó đấy. Mấy con năm mươi mấy tuổi đầu, cháu thì lớn bỏ đi làm ô xin. Thế xong để ông ấy dai hơ hớ ra, 56 đàn ông không, còn ngon lành. Em đi làm ô xin là bây giờ 3 tháng nay em mới đi, còn trước kia là em vẫn ở nhà. Ồ, thế trước ở nhà thì làm cái gì để có tiền mà ăn? Ở nhà trông cháu. Thế hả, rồi.
Thứ nhất, việc đầu tiên nhắc rằng là không bao giờ đánh người. Dù đánh ai cũng thế, đánh chồng mình cũng không được, mà đến đánh cái cô bồ, cô biết gì cũng không được. Người ta không đến nhà mình, người ta cướp chồng mình, mà chồng mình tự đến với người ta. Thứ hai nữa là chẳng có cái luật nào xử lý rằng là anh ấy với cái cô ấy là theo gọi là vi phạm cái điều gì cả. Có thể về mặt đạo đức thì anh ấy là người không thủy chung với vợ, họ không chung sống như vợ chồng. Luật hôn nhân gia đình chỉ xử lý những người mà đang có vợ có chồng chung sống với một người khác như vợ chồng. Chứ còn đây là thỉnh thoảng đi nhà nghỉ chứ có như vợ chồng đâu, đúng không? Cho nên là luật người ta không xử. Đi nhà nghỉ suốt, bây giờ em bắt được anh đi vào nhà nghỉ thì em có quyền đánh cô đấy không anh? Mình có muốn đi tù không? Không. Hay là đi làm giúp việc? Muốn đi giúp việc để có tiền mà ăn mà sống thì không đánh. Còn muốn đi tù thì đánh nhá. Biết bao nhiêu vụ việc ở trên mạng xã hội với trên gọi là ở ngoài thực tế cuộc sống rồi. Mình đánh người là mình vi phạm về chuyện là hành hung rồi gây thương tích rồi bạo lực với người khác. Là cái đấy nó có điều luật đàng hoàng xử lý theo luật hình sự đàng hoàng nhá. Vâng. Thế việc ấy là không em. Mình không đủ hấp dẫn, mình không đủ khả năng để mình lôi kéo chồng mình về thì mình phải buông thôi. Sức khỏe là của mình, tiền bạc là... đầy đủ nước, em vẫn đầy đủ nước tràn trề như nó đâu cả đầy đủ nhưng mà nó không thích cái nước ấy, nó thích cái nước khác chứ có phải là của mình thiếu nước đâu nhá. Hai nữa là tóm lại thế này này, các con nó có biết bố nó thế không? Không ạ, à, em không nói ạ. Mình dự định thế nào, đánh cô 7 lần rồi xong rồi từ nay ông mà sống đến 70-80 mà ông vẫn đi thì mình định đến bao giờ? Đánh em 4 lần em phải đi viện rồi. Đấy, mình chưa đánh được ai thì đều vớ vẩn, người ta cũng đánh mình. Cho nên bây giờ thế này này, đang đi làm giúp việc ở ngoài thành phố hay là sáng đi tối về hay ở luôn ở nhà chủ? Thì 3 tháng nay em mới bắt đầu đi làm, nó không gần em mới về, em chán em mới đi làm. Tốt, mình hãy lo đến thân mình. Đi làm đi, nói chuyện với các con để nó biết rằng không phải mình bỏ rơi bố nó. Mẹ đất đau lòng, mẹ phải nói với các con rằng là bố đã lúc này còn giấu cái gì, danh dự gì mà giữ danh dự cho ông ấy. Các con nó cũng lớn rồi, nó đủ hiểu rồi. Chia sẻ các con cho nó biết hoàn cảnh của mình đi. Mẹ không nói với các con thì mẹ sợ các con buồn. Cho nên là bây giờ thì mẹ không nghĩ rằng là đến lúc mà phải nói để các con hiểu. 15 năm nay ông phản bội mẹ, đã 6 lần mẹ phải đi đánh ghen, lần này lần thứ 7 rồi. Ông ấy không coi mẹ là gì, 4 lần ông đánh mẹ gãy xương sườn phải đi viện. Mẹ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Cho nên là nói với con để con biết bây giờ mẹ không thể chung sống ở đây được nữa. Mẹ đi làm trước hết là để nó khuây khỏa, thứ hai là có tiền. Đấy, vừa mới đi được có 300 triệu đã khoe toáng lên ở trên đài thế. Ngộ nhớ hôm nào đấy ông đòi vay, ông bảo mày đưa 300 triệu vào đây để ông ấy dùng việc nọ việc kia chết không. Có tiền giữ lấy bản thân nhá, giữ lấy cho bản thân. Vâng. 300 triệu ấy gửi vào ngân hàng để thành cho có một con em vay, con em nó trả lại. Cái gì? Cho con sử dụng. À, cho con vay thôi cũng được. Rồi. Thế còn từ nay giờ đi mà đi làm ấy, lương tháng được 8 triệu, 10 tháng 80 triệu, năm được 100 triệu ấy, mở nó quần thẻ tiết kiệm. Ví dụ là phải giữ lấy tiền cho mình chứ, rồi con cái nó cũng có phần của nó, được đồng nào lại con ơi con cầm cho mẹ. Mình phần này tuổi đầu không giữ lấy cho bản thân rồi đến lúc mà trắng tay đấy nhá. Thế và giữ gìn đến sức khỏe bản thân. Cái người mà người ta đã không cần đến mình thì có mà đi lùng sục khắp nơi tóm được cổ ông ấy, từ trong nhà nghỉ lôi ra, có để về ghế salon ngồi ở nhà mà bảo là ông vui với tôi đi, nó cũng không vui nhá. Cho nên mình cũng không cần nữa. Rất là tiếc, mặc dù rất là buồn nhưng mà thôi, mình cũng cứ phải tự lo đến cho bản thân. Không có tiền thì... Anh hỏi ngang rồi anh cái. Thế em tạo xe máy cho nó 2 cái rồi, nó bán với em 1 cái rồi, bây giờ nó lại đi cái của em tạo nữa. Thì bây giờ nó đi với cái, thế thì em có quyền về em đòi không anh? Đúng rồi, nếu mà chị có căn cứ pháp lý đủ cái xe máy là của chị thì chị hoàn toàn chị có thể đòi nhá. Thứ nhất là đòi được, nhưng mà nó có được hay không hay nó lại cho một trận đánh nữa. Mình phải biết chồng mình là ai chứ, đã chí phèo rồi mà. Thế cho nên là thôi hãy buông đi, coi như xe máy. Người còn chả tiếc gì cái xe máy mua 30 triệu bao giờ đó. Nay mình... Đấy, nghe giọng của mình đã đầy uất ức cái mà. Cái đấy là mình cái khổ. Nha. Em khổ lắm, nó đánh nhầm ghê lắm. Đánh nhầm em phải ra công an huyện giải quyết, mới giải quyết, ra công an xã giải quyết, công an thôn giải quyết. Xong em phải làm ra công an huyện, thế là từ ngày đấy nó mới không đánh em đấy anh ạ. Thôi đấy,
cũng là một bài học nữa là mình đang là nạn nhân của bạo lực gia đình, mình cũng có quyền tố cáo, mình báo cáo với các cơ quan pháp luật như là công an, mình cũng có thể chia sẻ với đại trị chủ tịch hội phụ nữ ở thôn hay là bác trưởng thôn hay bác bí thư hay là các cái cơ quan như là hội người cao tuổi, hội nông dân, để mà họ biết rằng là mình đang là sống trong một tình cảnh là nạn nhân của bạo lực gia đình nhá. Tránh cứ âm thầm chịu đựng một mình. Thế là chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào chị nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hưng Yên. Vâng ạ, em xin chào chương trình ạ. Chào bạn. Bạn băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi vậy? Vâng, em gọi đến cơ sở tình yêu là em hỏi cho con em là cháu nó bị bệnh về đường của cái đó nó là cái chim của cháu ấy ạ. Ừ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi bạn? Cháu năm nay 18, 19 tuổi rồi ạ. Ôi trời ơi. Thế thì 18, 19 tuổi cái chim của cháu bị làm sao? À, cháu nó bị, cháu nó kêu là nó bị lóng rát với cả đau ở đầu chim ấy ạ. Thế à? Cậu ấy năm nay là thì đang làm gì? Em muốn hỏi chương trình là bây giờ cháu nó bị như thế thì là bây giờ là xem cháu nó bị làm sao, mới cả hỏi chương trình là xem là chỗ nào tốt thì để giới thiệu cho em thì để em mang cháu đi điều trị đi chữa. Rồi, thế bố cháu đâu? Bố cháu ở nhà. À, bố cháu ở nhà. Thế bố cháu sao nó không chia sẻ với bố mà lại chia sẻ với mẹ à? Vâng. Thế à, cậu ấy là đang làm gì? Đâu, cháu thì hiện giờ thì cháu không có nhà, nhưng mà em muốn hỏi bởi vì là cháu cũng bị đau rồi, em trước em cũng cho cháu đi điều trị ở trên bệnh viện Việt Đức rồi nhưng mà cháu nó điều trị vẫn chưa khỏi ạ. Điều trị cách đây bao lâu rồi? Cháu điều trị cách đây độ chắc tầm nửa năm rồi ạ. À thế à, lúc ý thì bác sĩ ở Việt Đức nói là bệnh gì? Bác sĩ nói ở Việt Đức nói là cháu xét nghiệm máu với cả siêu âm cho cháu ấy thì là mấy cả ấy cho cháu đầy đủ các thứ thì chỉ xét nghiệm cho cháu thì bảo là bị viêm miệu đạo ạ. À, viêm miệu đạo. Và miệu cũng... miệu đạo chứ không phải liệu đạo ạ. Rồi, viêm miệu đạo. Và cũng đã điều trị rồi. Nhưng bây giờ nửa năm nay thì bây giờ lại tái phát à? Cháu được hơn một tháng khỏi rồi thì cháu lại tái phát trở lại ạ. Thì xong bây giờ cháu vẫn điều trị thuốc nhưng mà nó kiểu là em không biết làm sao thì cháu nó vẫn cứ không khỏi ạ. Bây giờ cậu ý đang làm gì và ở đâu? Cháu bây giờ thì cháu đi lính rồi ạ, nhưng mà cháu vẫn bị ạ. À, tức là đang ở trong quân đội rồi đúng không? Vâng, thì em đều đem hỏi cho cháu thì tới đây thì em xem có xin để cho cháu về không thì để em cho cháu về để cho nếu cháu mà đang đi trong quân đội thì ạ, hoàn toàn thì có thể chữa ở các quân y viện mà. Tư vấn cho em để cái chỗ nào tốt nhất thì để em đưa cháu đi khám ấy ạ. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ trả lời băn khoăn thắc mắc của mẹ nhé. Vâng. Ừ, mẹ lo lắng cũng rất là đúng thôi mà anh Văn. Dạ vâng. Vâng. Con trai mà đúng là nó lớn rồi, nó 18, 19 rồi và bây giờ thì lại đang đi nghĩa vụ nữa. Vì thế mà nó bị bệnh ở đâu mình cũng lo chứ không phải cứ gì là cứ bị bệnh ở cái cơ quan nhạy cảm như vậy đúng không? Vâng, thế bởi mà... vì đấy chưa mới đầu cháu đi khám về thì cũng bảo là mẹ ơi con khám, bác sĩ khám cho con thì bảo con là bệnh bình thường, bệnh này bình thường thôi, không phải sợ gì cả. Ừ. Nhưng mà cháu nó là kiểu là nó không điều trị, nó không... Đầu tiên là cháu khỏi được hơn một tháng rồi, xong cháu lại bị lại ạ. Xong là cháu vẫn điều trị lại nên lấy thuốc nhưng mà cháu không khám lại. À thế à? Thì là nó không khỏi dứt điểm ạ. Xong bây giờ nó cứ bị dai dẳng như vậy, nó không khỏi ạ. Ừ. Thứ nhất là viêm niệu đạo thì nó có thể do rất nhiều các cái nguyên nhân khác nhau. Và có những nguyên nhân thì người ta lại phải cấy cái dịch sinh dục đấy, người ta hoặc là cái dịch niệu đạo để người ta tìm xem nguyên nhân nó là cái gì và người ta mới dựa trên cái nguyên nhân đấy người ta mới điều trị được. Thậm chí có những trường hợp mà ví dụ nó nhiễm các cái loại vi khuẩn hoặc là những cái loại gây bệnh mà nó rất là phức tạp chẳng hạn, người ta còn phải làm ký gọi, người ta còn gọi là làm những cái kiểu như là xét nghiệm để tìm xem là nó đáp ứng với cái loại kháng sinh nào tốt cho con. Vì vậy mà khi trong trường hợp, những trường hợp như của bạn này ấy, mà bị viêm niệu đạo mà lại tái đi tái lại nhiều lần, hay nói cách khác là điều trị nó rất khó, không dứt điểm được như vậy, thì theo tôi thì như thế này,
cái này chỉ cần điều trị nội khoa, bạn có thể đưa con đến các cái bệnh viện đa khoa cũng được nhé. Các cái bệnh viện đa khoa mà có khoa thận tiết niệu thì càng tốt. Ở đấy người ta sẽ kiểm tra cho con thật kỹ, người ta sẽ phải làm xét nghiệm dịch niệu đạo cho con, có thể phải làm đến kháng sinh đồ. Chị ơi, em đưa cháu đến bệnh viện Việt Đức rồi ạ. Tức là bệnh viện Việt Đức thì là cơ sở đầu ngành về nam khoa rồi đấy. Nhưng mà thường những cái bệnh nó kiểu như là nó phức tạp hơn. Ví dụ như là những cái liên quan tới rối loạn cương dương này, hay là liên quan tới xuất tinh sớm, hay là có những cái mà nó phức tạp tới chức năng của cơ quan sinh dục, thì ở Việt Đức có thể người ta sẽ nhiều phương tiện để người ta khám và chẩn đoán. Tuy nhiên con của nhà mình ấy thì nó chỉ là những cái viêm niệu đạo thông thường, thì mình có thể điều trị ở những cái bệnh viện mà nội khoa ấy, điều trị nội khoa ấy. Thì nội khoa nhưng mà thì bây giờ chị giới thiệu cho em, tư vấn cho em là ở đâu ạ? Bởi vì là em không biết thì em gọi đến hỏi chương trình thì chương trình tư vấn cho em ạ. Với bạn trẻ đang tham gia quân ngũ này thì hoàn toàn các cái bệnh viện của quân đội có thể chữa được mà bác sĩ hỏi. Chữa được nhưng mà nghĩa là có cho cháu đi điều trị, cháu kêu đau thì có cho cháu đi điều trị, nhưng mà nghĩa là chỉ cho đến bệnh xá bệnh xí thôi, không cho đến bệnh viện. Nếu mà không làm được kháng sinh đồ thì rất khó anh bạn ạ. Đầy đủ ạ, thì cho nên là cháu nó không đỡ tí nào ạ. Chỉ cho uống thuốc bình thường thôi. Hiện nay bạn đang ở đâu đấy ạ? Ở tỉnh Hưng Yên. À Hưng Yên ạ. Dạ vâng. Vâng. À em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên ạ. Vâng, Hưng Yên thì bạn có thể, tôi nghĩ là có thể đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên cũng được. Hoặc là bạn có thể lên Hà Nội đến các cái bệnh viện đa khoa của thành phố Hà Nội. Ví dụ như bệnh viện Đức Giang, bệnh viện đa khoa Sanh Pôn. Đấy, còn cẩn thận nhất thì mình có thể đến bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn. Tức là những cái bệnh viện đầu ngành về chuyên khoa nội, người ta có thể khám xét cẩn thận để mà và mang hết hồ sơ bệnh án đi, cũng như là kể thật là rõ cái tiền sử của mình để người ta sẽ có những cái hướng người ta tìm kiếm xem nguyên nhân vì sao mà con bị tái phát như vậy, thì mới có hy vọng là mới có thể điều trị dứt điểm được cho con bạn ạ. Nhá. Rồi, mẹ đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ rồi chứ? Vâng, em xin chào bác sĩ, xin chào chương trình ạ. Rồi. Hy vọng là mẹ sẽ dẫn con đi, chứ không phải bố nhỉ. Mẹ dẫn con đi khám cái bộ phận ý và chữa triệt để cho con nhá. Chào bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Hà Nội ạ. Vâng ạ, vâng ạ, tôi đây vâng, ạ. Vâng, chào anh. Vâng. Anh vâng. Có câu hỏi gì vậy ạ? Vâng ạ, chào anh Đình Văn. Dạ. À, Thành Văn, vâng vâng. Tôi thế này, tôi hỏi cho con trai tôi. Dạ. Năm nay 5 năm tuổi thì tôi đi kinh doanh buôn bán, nói chung thì kinh tế cũng khá giả, nhưng mà bây giờ con trai nào như này, nó yêu một con bé cũng xa xa, từ vì tôi muốn giấu địa chỉ. Vì là chuyện tế nhị anh ạ. Dạ vâng. Thế thì bây giờ thì tôi mua một cái nhà riêng cho nó ở Hà Nội rồi. Dạ. Thì bây giờ thì hai đứa nó cứ đến nó ở với nhau, xong là cưới xin thì nó không cưới xin. Mà con bé kia thì tôi vẫn nói thẳng là bây giờ chúng mày yêu nhau bằng thật, nhưng mà không tự động đến nhà bác ở lâu dài như thế. Thế nó đuổi nó không đi. Mà bây giờ thì con nhà tôi đấy, trước dạ kia vâng. thì đi làm cũng tháng mười mấy triệu ở một cái công ty. Nó làm về công nghệ thông tin. Tôi cũng giấu giếm nhiều cái chuyện tế nhị, đâm ra là tôi chỉ cần nói rồi ạ. Biết. Vâng ạ, thế thì là thế bây giờ con bé đấy là ở Quảng Bình, mà bây giờ tôi cũng đã nói chuyện với bố mẹ của bạn gái đấy là thì anh xem thế nào, bây giờ anh phải bảo con anh bây giờ một là chưa là bọn là chồng chúng nó chưa là con cái của chúng tôi, mà nên tôi cũng chả cưới xin gì mà chúng nó cứ tự động về ở. Mà bây giờ thì tự hai đứa mà con trai tôi này cũng không đi làm ở công ty nữa, mà cứ làm ở nhà, mà cái việc thì làm bao nhiêu ngày tháng rồi trả thành công, mà thỉnh thoảng nó cứ bảo tôi gửi tiền về sau tôi nghĩ cách rằng là nhất khoát tôi không gửi tiền nữa. Anh lớn rồi, anh phải tự lo tự liệu. Dạ. Đấy, chúng mày tự ở với nhau kệ. Đấy, vâng. Điều nhất, điều thứ hai là bây giờ thì tôi cũng rất là muốn đuổi con bé đấy ra, nhưng mà vì con mình yêu nó, đâm ra đuổi nó cũng khó. Mà bây giờ tôi không muốn cho chúng nó ở cái nhà tôi đang mua trên Hà Nội nữa, thì lại sợ đẩy nó vào đường cùng. Thế bây giờ tôi chỉ nhờ tuyên gia tư vấn là làm cách nào. Rồi. Một, để giải quyết thỏa đáng là chúng nó nhận thấy vấn đề. Một là yêu là cưới, mà không thì thôi. Mà nếu không thì bây giờ nói thật với anh là chưa phải là vợ là chồng, mà chưa phải người lớn chưa nói chuyện với nhau. Chúng nó cỡ với nhau bình thường lắm. Chúng nó sống thử lâu lắm rồi, năm nay rồi ấy, mà chúng tôi
Bây giờ tôi nói thật là tôi băn khoăn dây dứt nhất là bây giờ đi làm thì cũng không đi làm, mà công ty trước kia làm được mười mấy triệu một tháng, xong rồi, bây giờ mình bỏ ở rồi, nhà đúng không? Không đi làm gì, xong cứ bảo bố mẹ gửi tiền về. Thế là hai đứa nó ấp nhau cả ngày ở nhà thích hơn đúng không? Thỉnh thoảng lại gọi cho ông bố là bơm tiền lên cho con để con tiếp tục con sống. Không thể một trái hai trái tim vàng mà không thể mãi được. Chúng tôi cũng chúng tôi kinh tế khá giả, nhưng chúng tôi bảo vẫn bảo con tôi là anh phải con phải đi bằng đôi chân của con phải gánh bằng đôi vai của con phải tự no niệu đi. Tò tát quá. Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Cậu đấy sinh năm 1997 đấy. Ôi, 26 tuổi, 27 tuổi rồi đấy, đúng không? Đấy đúng vâng, mà tôi nói thật thời gian nó có vặn ngược được thời gian đâu anh. Không bao giờ trở lại được mà. Thế cô gái kia là sinh năm bao nhiêu? 2001 ạ. À, 97-2001, chúng nó có vẻ hợp tuổi đấy, cách nhau 4 tuổi mà. Ôi giời ơi, hợp hay không mà cứ không bảo nhau làm ăn mà cứ sống cái kiểu sống thử. Lâu quá mà không cưới không xin gì mà bố mẹ cũng vô trách nhiệm lắm, bố mẹ đẻ của cô gái này vô trách nhiệm lắm anh ạ. Rồi, vâng. Thì có mỗi mình có trách nhiệm thôi. Thế là chúng nó ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? Lúc nào nói thật với anh thì chuyện nó dài lắm. Nó yêu nhau từ 2017 hay 16 đấy, cái gì đấy. Từ con bé này còn 16 tuổi cơ. Thế nhưng mà về sau tôi đã không đồng ý mà chúng nó đã ngủ với nhau từ cái năm con bé này 16 tuổi cơ. Thế tôi đã cảnh báo con tôi rằng là con biết rằng con ngủ mấy bạn gái 16 tuổi là chưa đến vị thành niên là con phải anh đi tu đấy, con đừng có đùa. Nếu mà vớ vẩn là có thể là ra tòa đấy. Nó chỉ tú cho pháp luật, nhưng mà tôi đã nhẹ nhàng tôi đành phải nịnh con tôi bằng là thôi con sẽ đi quay về đi ở rất xa anh ạ, cách đây 550 cây số đấy, tôi sẽ giấu địa điểm vì có chuyện tế nhị rồi, anh ạ. Anh nói 550 cây là tôi đoán là tỉnh nào rồi. Vâng ạ, ở muôn người như một đấy ạ. Vâng, vâng. Anh vừa lộ chi tiết ở Quảng Bình rồi gì nữa. Giấu đầu ở đuôi. Vâng, đây là tôi thì thế. Nhưng mà đây anh ạ. Anh Đinh Đoàn muốn sẽ mà bây giờ chia sẻ với anh nhé. Con xin tôi mời anh Đinh Đoàn ạ. Con ơi, con phải đi làm ở công ty đi. Rồi là sẽ gặp bao nhiêu người, con đừng làm ở nhà. Mà nó không biết làm cái gì, hàng bao nhiêu ngày tháng không ra tiền. Rồi, chúng tôi đã nghe rõ câu chuyện của anh rồi. Bây giờ anh hãy lắng nghe những lời chia sẻ của chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào anh. Vâng, em chào anh Đinh Hoàn, em biết anh rồi ạ. Rồi. Vâng. Mình mua nhà cho con xong bảo con ra đấy ở là lúc mà cậu ấy tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Không ạ, thưa anh như thế này, em có hai đứa con, một trai một gái, thì đứa con gái thì trước kia là cũng xin việc mãi không được, cuối cùng cái số tiền chạy việc anh mà thì em bảo rằng là thôi, bố sẽ quyết định mua cho con nhà con gái ở Định Công. Và con trai cũng ở gần ở quận Hoàng Mai, tất cả ở đấy. Mua nhưng cho hai đứa hai căn nhà đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Thôi được rồi, tôi thế thôi ạ. Anh ơi. Con gái cũng có một cái, anh để em nói ạ. Thì thực ra mà nói thì trước khi nó đi làm thì nó đã từ chối con bé này là từ chối lên từ xuống là con không yêu nó rồi. Thế tôi cũng vẫn tin tưởng thì tôi nghĩ rằng là mình có điều kiện, mình mua nhà cho con thì nó ở bình thường thôi. Xong đến lúc mua nhà rồi thì tự nhiên nó lại một thời gian nó lại nôi con bé người yêu đấy về đấy. Anh muốn tạo cơ đấy, hội như thế giờ. Thì làm gì không có chuyện này xảy ra. Anh hãy lắng nghe những chia sẻ của anh Đinh Đoàn đã nhé. Vâng ạ. Thứ nhất, trong cái giọng nói của anh cứ làm như là con nhà mình ngoan, còn mỗi con nhà kia nó hư. Anh đi gọi điện anh bảo con người ta là chưa cưới xin cũng về nhà tôi ở. Thế rồi là con bé ấy thế nọ thế kia. Nhưng ở đây phải nhớ là tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, các cháu nó thanh đúng niên đấy. Nó đều trên 18-20 cả rồi. Nó có quyền quyết định là nó đang yêu nhau và nó sống thử. Đó, cho nên là nó sống, mà thậm chí là nó sống thật chứ chả thèm thử đâu ạ. Nó sống giờ như vợ chồng ấy. Nhà thì bố mua cho rồi, tiền bạc thì ăn với nhau. Bạn trai thì không đi làm công ty mà làm online ở nhà, chẳng hạn ôm máy tính làm online, hoặc là làm cái gì mà liên quan tới công nghệ thông tin là làm tại nhà. Lúc mỏi lưng lại ra lại có vợ đấm lưng, xong vợ đi chợ nấu ăn thì chúng nó sống như thật ấy, nó sống sướng hơn mình ấy, không phải thử đâu. Thế còn thì người ta cũng thế thôi, người ta cũng chẳng dạy con người ta là phải ra đấy rồi bám lấy một ai đó, rồi mà người ta cũng chắc cũng từ xa mà. Bố mẹ nào tôi nghĩ cũng dạy con là các con lớn rồi, mình là con gái, mình phải biết giữ gìn, đừng để vân vân. Chứ không phải là người ta vô trách nhiệm đâu, nhưng mà bất lực. Bởi vì con cái nó đã trưởng thành, nó thoát khỏi tay mình. May mắn thì được cái đứa nó biết nghĩ thì nó sống nó đàng hoàng thì bố mẹ đỡ lo. Thế cho nên là anh không phải quá lo. Nhà của mình nó cũng không lấy được đâu. Sổ đỏ tên mình hay tên con.
thỉnh thoảng ra chơi thì nói chuyện với cả hai đứa đi. Thế tóm lại thì chúng các con có yêu nhau không? Thế bây giờ thì tuy nó chưa phải nhiều tuổi, nhưng mà một đứa 27, một đứa 22 rồi, có quyết tâm đến với nhau không? Đến với nhau để cho bác còn thưa chuyện với bố mẹ nhà cháu, đôi bên gia đình có cái sự đi lại, còn có thể chưa cưới ngay nhưng mà đặt một cái nền móng cho một cái mối quan hệ bền chắc, đúng không? Thế biết đâu con trai như mình nó bảo chúng con cứ sống vài năm nữa, bao giờ con bạn ấy có thai thì con mới cưới chẳng hạn. Bây giờ nhiều thanh niên nó cũng đặt kế hoạch là cứ có thai thì cưới, đúng không? Ví dụ như kế hoạch của nó như thế. Hoặc là đợt tới này là anh đang học ở nhà là học tiếng Anh, mình không biết đâu. Nó ở nhà đôi khi nó tham gia lớp tiếng Anh để sắp tới nó thi tuyển vào công ty đa quốc gia hay là vâng, cái tổ không, chức. Không phải anh Đoàn ơi, em xin cắt lời anh một tí thế này ạ. Em cũng có một số ý nghĩ cũng như anh. Em bảo rằng là thế các con có thương yêu cho thật không? Nếu thật nhau thì tao sẽ nói chuyện người lớn mà để chúng mày, kể cả chúng mày sống thử cũng được, không cần cưới cũng được. Nhưng mà nó một cái có một cái rõ ràng, anh ạ. Thế tiếp đó là anh em cũng bảo thấy các con có cưới nhau, có yêu nhau thật không? Em cũng đã trực tiếp gọi cả người yêu, cả con trai em về quê nhà em chơi, về nhà Hà Nội. Em bảo đấy, cháu muốn làm con dâu bác thì con cháu về đây, cháu học cái thân cái thói ở đây này, rồi cháu học cách ăn ở đây này, rồi là có đi thì tao chỉ tận tay, tao cầm tay chỉ việc cho tận nơi tận chốn, không phải lo đâu. Thế nhưng mà nói bảo chứ thôi, bố cứ kệ chúng con đi, bố mặc xác chúng con. Rồi là cái gì nhỉ, nó bảo rằng là chúng con chưa sẵn sàng. Nhưng mà chúng nó cứ sống như thế mà mãi mãi. Đúng mà rồi. Đấy anh ạ. Mà mãi mãi thì xin thưa mẹ anh rằng là cách đây gần một tháng, nó lại vẫn nhắn tin vào bố ấy, bố chuyển tiền cho con, mà không, bố không có tiền đâu con ạ. Thưa anh rằng là tôi cũng vẫn có tiền nhưng tôi để chúng nó tự xin được kiếm. Thì xin, không xin được thì thôi. Mà thế này này anh ơi. Vâng. Thứ nhất, mình không thúc giục cái chuyện nó cưới hay không. Vâng. Chúng nó tự quyết định. Rồi, vâng. Một là chờ có thai, hai là chờ con bé kia phải đạt được cái này, cái nọ, cái kia, thi được vào thạc sĩ, học lớp thạc sĩ hay thằng cu này, không, thi vào. Không. Cái việc ấy là việc của chúng nó, mình thúc giục làm gì. Anh chỉ có làm mỗi cái việc là nếu mà thấy con mình không chịu đi làm thì bố không bơm tiền nữa. Bố rồi. Nói rằng con trưởng thành rồi, bố đã mua cho mỗi đứa một cái nhà ở Hà Nội, đấy là bố hết sức rồi. Bây giờ bố có một chút xíu, bố để bố dưỡng già, bố mẹ với nhau, các con lớn rồi tự làm đi. Vâng, thế còn nếu những việc gì lớn mà các con lo việc lớn như cưới vợ hoặc là lo việc mà cần đến một vài trăm triệu thì lúc đấy bố có thể bố sẽ hỗ trợ phần nào. Thế còn hiện nay thì đi làm lấy tiền mà ăn đi, nhà đã không phải thuê rồi, đúng không? Thế thôi, anh chỉ làm được mỗi cái việc ấy. Còn anh không thúc giục các cháu là không được ngủ với nhau, bởi vì chúng nó là công dân đã có quyền tự quyết. Thứ hai, đừng bảo là có yêu thì cưới đi, nó bảo nó chưa sẵn sàng. Thế thì tất cả những cái việc mình chỉ nên làm những thứ mà trong phạm vi quyền hạn chức năng của mình có thể nhé. Không cho tiền nữa. Đấy là cách tốt nhất về quản lý tài chính. Đấy, xin thưa mẹ anh rằng là em cũng nghĩ đúng giống anh. Em bảo dần lâu em thôi, em chẳng kệ, em kệ các cháu nó lớn nó tự phải bảo mình, lúc nào cưới nó sẽ tự bảo rồi. Đúng nó rồi anh ạ. Bây giờ mình không cung cấp tiền nữa, nó tự lo. Vào cái cuộc sống của chúng nó nữa. Chàng trai, con trai mình thì cũng đã 27 tuổi rồi. Đúng rồi, có trưởng trạng rồi. Vâng. Cô gái kia cũng 23 tuổi nếu tính tuổi âm. Đúng không? Vâng. Vâng, mình can thiệp quá thì nhiều khi nó lại ghét cho. Vâng, không thể nhiều về khi quê nữa. Tạm nó nghe chừng là nó không vừa ý đấy anh Thành Văn ạ. Đúng như thế đấy ạ. Đấy, như anh Đinh Đoàn cũng đã chia sẻ với anh là tiền thuê nhà thì đã không mất rồi. Bây giờ có chuyện là lao xong là xin thưa anh Thành Văn là nhà tôi bán tạp hóa, thành ra cứ về yến gạo, cân đường, hộp sữa, mắm muối là cứ về quê là tôi bảo là cái con thiếu con cứ về bố cho, bố cứ cho thoải mái con thế tiền. Thế thì còn tắc tế như thế thì làm sao mà cậu cả không cứ vòi xin được thì xin, không xin được thì lại thôi. Không, tiền thì nhất quá là tôi không cho rồi, còn đâu bố bán cái gì thì con không phải đi mua thì bố cho. Đấy là như thế thôi anh ạ. Dạ vâng, hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn sẽ giúp ích anh ít nhiều nhá. Dạ vâng ạ. Chào anh. Cảm ơn anh. Chúc anh có sức khỏe thật tốt. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Xin chào một khán giả gọi đến từ Bình Dương. Alo, Bình Dương đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Chào tôi, anh ạ. Có muốn hỏi đến chương trình hỏi xem là tư vấn cho bà xã nhà tôi thế này cái. Tôi năm nay là 63 tuổi rồi. Dạ vâng. Còn bà xã là 65, vâng. Tôi 2 tuổi.
Thế thì vợ chồng tôi thì cũng sống với nhau là được 35 năm rồi. Thế à? Ừ, thì cũng được hai cô con gái bây giờ đã trưởng thành, một đứa giáo viên và một đứa bác sĩ rồi. Rồi, thế à, quý hóa quá. Đấy, thế nhưng mà có cái là gần 10 năm nay ấy, thì bà ấy trước kia ấy là đi đẻ cái đứa đầu tiên ấy thì bên người khoa sản người ta nói là dạ con hơi bị thấp. Vâng. Đấy. Cho nên là cách vào đây vào khoảng độ một gần 10 năm nay ấy, thì cứ mỗi lần sinh hoạt thì bà ấy kêu là sót. Đấy. À. Tôi nghĩ sót thì sau đó và xong rồi đi rửa thì lại thấy sót. Tôi nghĩ là nó đầu tiên sinh hoạt thì nó rát xong lúc mà đi rửa thì thấy là nó sót. Cũng cứ vào khoảng độ gần 10 năm nay, 7-8 năm nay rồi. Hôm nay là số 5 rồi mà. Rồi. Đấy. Vâng. Ừ. Thế và anh ghi là cái chuyện rát với sót là do là cái dạ con nó thấp đúng không? Ờ đấy tôi nghi như vậy. Dạ con nó chả liên quan đến cái chỗ ý cả. Dạ con nó nằm chỗ khác cơ mà. Ờ rát thế xong mà khi xong rồi mà đi rửa thì lại kêu sót. Rồi, thế là chục năm nay. Thế là bà ấy sạch sẽ là được bao nhiêu năm nay rồi? Nếu mà sót mà là cỡ 7 năm nay rồi. À, lúc ý là bà ấy cũng khoảng 58, 59 tuổi rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng. Đấy. Thế năm nay thì là ông 63, bà 65 thì một tuần quan hệ được mấy lần? Tháng thì được có 3 lần nhưng mà. Tháng được 3 lần, thế là quý hóa lắm rồi. Mà bà vẫn chiều ông à? Vẫn cứ chiều bà, vẫn cứ, nếu như thế này tôi nói là nếu như mà khuấy động phong trào tốt ý, thì bà cũng còn khí thế một tí. Nhưng thế mà à? Nói chung là hay có nhiều lần thì hay bị tiêu sót rồi là rồi. Đấy. Hỏi nhỏ ông một chút là thế thì khuấy động, ông khuấy động ra làm sao để bà ấy tạo hứng khởi cho bà ấy đấy? Ừ, cũng dạo dực rồi, là giới thiệu sân khấu cũng lâu một tí đấy, nhưng mà nói chung là tôi nghi là cái dạ con thì là chắc là vào rồi là hơi có cái còn nếu mà tôi dạ con nó đâu xa xuống tận đấy mà ông phải lo dạ con. À, điều đầu tiên là ông phải biết rằng là ở cái lứa tuổi 65 là cụ là cũng là cao tuổi rồi đấy, cụ bà ấy. Thì đâm ra là không còn phải như cái hồi xuân sắc nữa đâu. Và khi mà có quan hệ tình dục ở cái lứa tuổi này thì lại phải có nhiều cái phương cách khác nhau nữa cơ. Để làm thế nào không rát và không sót. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng ạ, tôi chào anh ạ. Chào chị nhá. Vâng ạ, vâng. Vâng ạ. Tôi cũng có cái vấn đề câu hỏi đó vừa nói với anh. Vâng ạ, tôi nghe rồi ạ. Vâng, tôi có nghe anh nói chuyện với anh Thành Văn rồi ạ. Vâng. Xin hỏi anh là chị nhà mình năm nay 65 tuổi thì sức khỏe của chị có ổn không ạ? Sức khỏe thì là rất tốt. Vâng ạ. Thế được, sức khỏe ông bà còn khỏe hơn tôi. À tôi thế ạ. Cái vâng, là cái khoản này kia thì nói chung là bà ấy cứ 7 năm nay rồi là cứ khi mà sinh hoạt vào ấy thì là bà kêu rát, mà xong bắt đầu lúc đi rửa thì lại kêu sót. Anh ơi, anh, năm nay chị nhà anh 65 tuổi mà chị phải mãn kinh phải hơn một chục năm nay rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và phụ nữ chúng tôi ý, thì sau khi mãn kinh do cái nội tiết tố nó suy giảm, chính vì thế nó làm cho cái cơ quan sinh dục nó cũng bị thay đổi rất là nhiều anh ạ. Thứ nhất là cái dịch sinh dục nó không tiết ra được nhiều như là khi mà còn hành kinh. Tức là cái nội tiết mà nó còn tốt thì nó mới giúp cho tiết ra được cái dịch sinh dục nhiều. Thứ hai là sau khi mãn kinh thì các cái cơ quan sinh dục nó bắt đầu nó thay đổi. Cái niêm mạc của cổ tử cung rồi là âm hộ âm đạo bắt đầu nó teo đi anh ạ. Vâng, và cái thứ ba nữa là các cái cơ quan sinh dục nó cũng bắt đầu bị lão hóa, rồi nó thay đổi rất là nhiều cùng với cả sức khỏe nữa. Chính vì vậy mà khi thực hiện các cái việc quan hệ tình dục, nếu như may mà anh còn có phát động phong trào tốt đi ạ, chứ nếu nhiều người phát động phong trào không tốt, nó còn có thể gây sang chấn, thậm chí là gây rách hoặc là gây tổn thương cơ quan sinh dục. Vì vậy anh có thể giúp chị, anh có thể sử dụng thêm các cái một số các cái sản phẩm hỗ trợ ạ. Vâng. Vâng, ví dụ về phía anh thì anh có, tôi nghĩ là anh có thể dùng bao cao su chẳng hạn. Bởi vì bao cao su nó có cái dịch của bao cao su ấy thì nó cũng là một cái thành phần nó bôi trơn rất là tốt. Thứ hai nữa là mình có thể ra ngoài hiệu thuốc và mình hỏi ở ngoài hiệu thuốc họ có những cái sản phẩm để hỗ trợ cho phụ nữ sau khi mãn kinh có thể thực hiện được cái việc quan hệ tình dục cũng khá là ổn anh ạ.
Vâng. Vâng nhá. Và trên tinh thần thì cho dù sức khỏe của chị có thể tốt đến mấy, tốt hơn anh đi chăng nữa, nhưng mà cái cơ quan sinh dục của chị ấy nó cũng khó có thể bền vững như trước đây. Vì thế mình có thể lựa chọn các cái cách khác. Anh, vâng, có nhiều cách để thể hiện cái tình yêu của mình, cũng như là nhiều cách để quan hệ tình dục, thì anh có thể lựa chọn thêm các cái cách khác nữa và cho chị ý ít chịu tổn thương nhất ở cơ quan sinh dục. Chứ nếu như mà mình cứ thực hiện cái việc mà quan hệ tình dục sau đó thì người ta lại bị sót, người ta bị đau, thậm chí người ta có bị phải bị chảy máu chẳng hạn, hoặc là bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục kéo dài. Và ở tuổi này nếu như viêm nhiễm cơ quan sinh dục kéo dài thì rất dễ là có thể dẫn tới những cái, ví dụ như là ung thư cổ tử cung chẳng hạn anh ạ. Nhá. Vâng, vì thế mà thứ nhất là cũng chúc mừng vợ chồng nhà anh có sức khỏe rất là tốt và tình cảm cũng rất là tốt thì mới có thể thực hiện được việc đấy. Thứ hai thì chúng ta cũng lựa chọn được các cái việc quan hệ tình dục nó phù hợp với sức khỏe, phù hợp với hoàn cảnh, thì tôi nghĩ là cuộc sống của gia đình nhà anh chị sẽ tốt hơn ạ. Rồi, anh đã nghe rõ lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Anh ra hiệu thuốc nhá. Anh bảo cháu ơi bán cho ông một cái tuýp gì nó bôi trơn ý để cho bà đỡ đau đỡ rát. Nó bán ngay rất nhiều loại. Đúng rồi ạ. Cái đó có rồi. Cái đó có bôi, tôi mua ghen cái ghen đấy. Đấy. Thế thì nếu mà bơi bôi ít quá thì anh bôi thêm và đậm đặc vào một chút nhá. Xin chào anh. Có lẽ về cái chuyện này thì anh Đinh Đoàn cũng phải hướng dẫn thêm với các cụ trung luống tuổi như thế này, làm thế nào mà để đỡ bị tổn thương cho các bà đúng không ạ? Thì thật ra thì cái điều cơ bản nhất đó là cái vấn đề giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản của chúng ta trước đây là bị có một cái lỗ hổng rất là lớn, bỏ không ấy. Thế chỉ có thế hệ các cháu từ 8X trở lại đây thì mới được tiếp cận với lại nhà trường, rồi ít nhiều mạng xã hội vân vân các cháu mới biết. Các lứa tuổi các cụ mà cứ 60, 70 đổ lên thì ngày xưa thì hoàn toàn theo bản năng. Và hơn kia là cũng chẳng hiểu thế nào là bộ phận trong, bộ phận ngoài, chẳng biết thế nào là dịch bôi trơn, lại còn nghĩ rằng là dạ con của bà nó thò ra cửa cho nên là đến lúc mà quan hệ là chắc là chạm vào nó cho nó mới đau. Thật đấy thì rõ ràng là một cái kiến thức còn hạn hẹp, thôi cũng không trách được. Nhưng mà thôi cũng chúc mừng các cụ là giữ gìn được sức khỏe. Thế còn tôi tin là những thế hệ về sau, từ các bạn 7X, 8X, 9X đến 2000 bây giờ thì các bạn cũng khôn nhiều rồi ạ. Dạ vâng. Rõ ràng là cũng khổ thân cái bà lão 65 tuổi, chục năm nay chịu đau chịu rát như thế nhỉ? Vâng, hay chỉ đấy. Nhiều người phụ nữ, thật ra tôi biết là thỉnh thoảng tôi tham gia các sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ ấy, các chị 65, 67, 70 rất hào hứng là đấy chứ. Không phải hào hứng mà nghiến răng chịu, bởi vì tôi chỉ sợ nếu không cho ông ấy, ông lại ra ngoài, ông chơi gái, chơi mú vào, ông tha bệnh về nhà, ông lại còn tốn tiền thì chết. Cho nên là đành chiều, đành chiều mà trong một cái ấm ước chỉ muốn cho nó nhanh, cho nó xong đi, ông làm cho nó xong đi. Thế rồi chứ không phải là, tất nhiên có một số chị thì ngoài 60 bây giờ giống như bác sĩ Hoàng Thúy Hải đấy, nghỉ hưu rồi vẫn còn ngon lành thì không nói làm gì rồi. Nhưng bác sĩ Hoàng Thúy Hải được trang bị nhiều kiến thức. Đấy, cho nên bác nghĩ chứ còn nếu mà chị em vất vả nông thôn là giờ mà đi cái điều quan trọng nhất là nếu mà bị tổn thương thì rất dễ bị viêm nhiễm và ở cái lứa tuổi thì rất nguy hiểm đúng không ạ? Đúng ạ, vâng. Thực ra thì đối với phụ nữ chúng tôi sau khi mãn kinh ấy thì có thể là, tức là mình có thể nói là nước thì có thể mất nhưng mà điện thì vẫn còn ạ. Nếu như mà anh phát động phong trào tốt ạ, vâng ạ, anh phát động phong trào tốt, chúng tôi có một cái môi trường sống và nó có thương, chất lượng, nó được yêu thương, được chia sẻ và được quan tâm, thì điện nó còn, thì đôi khi nước hoặc là hỗ trợ vâng, hoặc là dùng các cái phương tiện hỗ trợ khác thì vẫn có thể thực hiện được cái việc quan hệ tình dục để có thể thể hiện được cái tình yêu của mình. Thế nhưng mà như anh Văn đã nói rồi ạ, với những cái người mà khi mà quan hệ tình dục mà lại bị sang chấn hoặc là bị tổn thương ấy ạ, vâng, bị viêm nhiễm hoặc là bị đau, bị rát, mà nếu như cứ nghiến răng mãi như anh Đoàn nói ấy, thì đến lúc lợi cũng chẳng còn mà nghiến nữa. Vâng, nó lại phát sinh ra những cái bệnh khác nữa, thì lúc đấy nó sẽ, cuộc sống nó sẽ rất là vất vả. Vì vậy đối với những trường hợp như thế này ấy, thứ nhất là tôi vẫn muốn là các anh nam giới chúng ta sẽ thể hiện tình yêu bằng nhiều cách. Thứ hai là có những cái biện pháp hỗ trợ thì chúng ta sẽ tận dụng tối đa những cái hỗ trợ trong cái điều kiện phù hợp nhất với nhà mình. Và cái thứ ba nữa là nếu như mà có khi mà chúng ta quan hệ tình dục mà lại bị
gặp bất cứ vấn đề gì thì thứ nhất là phải có sự giúp đỡ của y tế, phải được điều trị tất cả những cái tổn thương đấy. Vâng, cái thứ hai nữa là chia sẻ với ông xã của mình để chúng ta có thể làm cách nào đấy cho nó hạn chế được tối đa những cái sang chấn ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Thái Bình. Alo, Thái Bình đâu ạ? Dạ vâng, em nghe đây ạ. Rồi, em chào bạn. Xin chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Băn khoăn của bạn là gì vậy? Dạ em muốn, em cũng theo dõi Cửa sổ tình yêu lâu lắm rồi mà em cũng muốn là nói chuyện với chuyên gia để hỏi về, hôm nay em lên chương trình là em có hai vấn đề để hỏi. Rồi, vấn đề nhất là con trai em năm nay 15 tuổi thì ngày còn bé thì cháu cũng bình thường thôi, nhưng mà bây giờ kiểu lớn lên rồi đấy, cháu học thì cũng được rồi mà năm nay lớp 9. Mà vấn đề của cháu là cái kiểu là nó cứ kiểu là nhút nhát, nhát là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kiểu là nó cái kiểu nó nói nó cứ ẻm ẻm, xong là cái tai nó khi nó nói một cái câu chuyện gì tai nó đưa đẩy giống kiểu là nữ giới, trông nhìn hơi ái ái đúng không? Em muốn là chuyên gia tư vấn cho em là em muốn là chuẩn bị là cháu nó thi vào 10, thi vào lớp 10. Vâng, xong rồi thì em sẽ cho cháu đi khám xem để về cái tâm lý của gia đình xem là cháu nó như thế nào về vấn đề giới tính. Rồi đấy, năm nay 15 tuổi là cậu ấy cao mét mấy rồi? Năm nay cháu cao 1m62 rồi ạ. À, thế là cũng thế và dậy thì chưa? Mẹ có biết không? Cháu nói chung là nó vỡ giọng. Rồi, có vỡ giọng. Vâng, vỡ giọng thì lông chân, lông tay thì nó cũng mọc nhiều như kiểu là đàn ông khác, phần lông mắt thì đang thì mọc. Rồi, tức là mẹ cũng hơi theo dõi một chút đấy. Dạ. Em hỏi cháu là vậy thì tinh thần của con thì nó hai quả nó có bằng nhau không ấy, như thế nào? Thì nó bảo là hai quả của con bằng nhau mà nó cũng sợ sợ ra, thì nó cũng chỉ nói thế thôi. Thì em thì chẳng nghĩ là để vạch ra cho mẹ xem rồi có bằng nhau hay không. thì cái sự hiểu biết của mình thì theo rồi thế, tóm lại là cậu trai nhà mình 15 tuổi qua theo dõi của mẹ thì thấy cậu ấy hơi nhút nhát và hành vi thì hơi ẻo lả, đúng không? Và mẹ đang nghi ngờ giới tính của cậu ấy xem là có đàn ông thực sự hay không, đúng không? Hay là ái, đúng không? Vâng, bây giờ em muốn đi kiểm tra thì nên kiểm tra ở bệnh viện nào? Đấy, cho cháu để gia đình còn cái tâm lý của gia đình và cho cháu biết cái tâm lý đấy, để xem là giới tính của cháu như thế thì đi khám như thế nào để này có, nó có nhiều bạn bè không? Nó có nhiều bạn bè không? Nó chơi với bạn bè thì ngày trước thì khoảng lớp 4, lớp 5 thì nó chơi cả với con trai, như bây giờ thì kiểu là tính nó nhút nhát thì nó lại cứ hay chơi với con gái nhiều hơn chơi con trai ạ. À, nhưng mà vẫn có bạn trai đúng không? Và cũng số lượng bạn gái thì nhiều hơn bởi vì... Nhưng mà nó ít nói. Nó ít nói giống như bố. À, thế thì giống với bố nó à? Thế bố nó, hành vi của bố nó có bình thường không? Bố vẫn bình thường, bố thì... Mẹ kiểm tra thường xuyên không đấy? Bố đi làm, đi công tác thì vẫn ấy mà, vẫn rồi. Bình thường. Rồi, bây giờ những cái lo lắng của bạn sẽ được anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình chia sẻ nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào mẹ trẻ. Dạ vâng, em xin chào anh ạ. Thằng cu 15 này của mình là bé hay là lớn? Đã có cháu nào lớn chưa? Em thì có một cháu gái lớn là năm nay 24 tuổi rồi anh ạ. Cháu đi học, đại học và đi làm rồi. Rồi. Bây giờ là đứa thứ hai nhà em ạ. Ở nhà bây giờ là chỉ có hai mẹ con thôi, mình ở với ai nữa không? Bố nó đi công tác xa đúng không? Bố đi công tác xa còn hai mẹ con ạ. Nhà thằng cu có phải làm việc gì không? Có được chiều lắm không? Nói chung là bây giờ thì cháu cũng đi học mà cũng được chiều, bởi vì là
nó có một mình nó là con trai mà ở với mẹ thì rồi một mình con trai công việc ở với của mẹ nó thì chỉ có đi học hết rồi. Ngoài cái việc mà đi làm à quên đi học ra thì con có được đi chơi đi biết gì không, đội bóng đội biết với bạn ở trong xã trong xóm, hay là nó có đi bơi, nó có tắm sông tắm xiếc, tóm lại là nó có ngổ ngáo hay là được chơi, hay là cứ thò ra nắng mẹ lại quát đi vào trong nhà trời nắng, hay là đi anh chơi ơi, em tâm sự với anh thế này, ngày trước thì cháu nó lớp bốn lớp năm ấy thì nó vẫn chơi với con trai. À, có một lần là cố mắng quát thì từ ngày đấy thì nó không đi hay đi chơi con trai nữa. Lớp sáu lớp bảy lớp tám lớp chín thì em quan sát là có một cái thời điểm đấy là bạn nó bị đuối nước đấy, ở mùa hè thì là nó đi đưa bạn nó thì là em lúc đấy em mới nhìn thấy con em thì lúc đấy là trong lòng em nó bắt đầu là cảm thấy là người ta nói là đúng, là bởi vì là nó đi đưa bạn nó trời nắng ấy thì nó cứ đến chỗ con gái nó ngồi, mà nó ngồi nó không nói không rằng không gì cả, nó rất là hiền và ngoan. Vậy không được rồi, biết không rồi biết rồi con trai. Dạ vâng. Còn trước hết phải nói thế này, đến thời điểm bây giờ thì em khuyến khích cho nó đi chơi với con trai, em bảo là bây giờ con cứ mỗi lần con đi chơi với bạn trai, đi đá bóng hoặc là đi bơi, đi học bơi hoặc đi cái gì là mẹ khuyến khích cho mỗi lần đi này cho mẹ cho 10.000, nhưng nó vẫn không đi, nó không đi. Nhưng mà khi nào hoạt động thiếu niên trong hè đấy thì nó vẫn đi nhưng mà nó chỉ tới con gái thôi. Biết rồi, thứ nhất là mẹ ơi, mẹ để tôi nói cho nghe nữa này. Con trai mình đang tuổi lớn mà nó chơi với bạn gái thì làm sao bây giờ mình thích nó chơi với thằng bạn trai rồi nó đưa về nhà nó ngủ à? Mẹ cứ đi khuyến khích là mỗi lần đi chơi với trai mẹ cho 10.000, bây giờ nó chơi một ngày 10 thằng được 100, có mà kiếm ăn quá dễ, buồn cười nhỉ. Thứ nhất, con mình đang ở tuổi dậy thì nó còn phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, nó còn đang trông chênh chưa rõ ràng. Con nhà mình phát triển thấy rằng là bộ phận sinh dục được, mình đẻ nó ra mình biết nó là nam. Bây giờ lông gì mẹ cũng khám phá được rồi, lông nách, lông mu đều mọc được bình rồi. Hai hột, hai hiếc cũng phát triển. Về mặt giới tính, nó là nam, nhá. Có đi khám bệnh viện gì thì người ta cũng soi đến thế thôi. Người ta cũng bảo nó là nam rõ đây rồi. Ra bảo bây giờ như vậy tự nhiên em đẻ ra con trai, nhưng bây giờ là càng ngày nó càng tụt ở trong, bây giờ em chả nhìn thấy nó đâu. Hoặc là tự nhiên trước thì hai hột, bây giờ nó biến đâu sạch ấy. Thì nó có những cái dấu hiệu như thế thì mình mới đáng lo. Còn hiện nay con mình nó là con trai về mặt cấu trúc sinh học nhá. Còn thì nó thích chơi với con gái, nó hiền lành, nó ít nói, nó vừa nói nó lại vừa vung tay, có vẻ nó lại ẻo lả. Thì rồi mẹ nghĩ ngay đến chuyện hay nó là đồng cô, nó hay là PD, hay nó là gay gì đấy đúng không? Bởi vì đây là do sản phẩm của truyền thông, mẹ cũng chịu khó đọc, mẹ cũng nhìn thấy ở đây ở đó cho nên mẹ nghi cũng tốt. Nhưng mà chưa kết luận được điều gì nhá. Rất là anh nhiều người. Cái gì? Vì là cháu đi chơi, đi học hay đi gì đấy thì là bạn bè nó cứ bảo cái thằng ái. Nên là gia đình nghe cái câu đấy và cháu nó nghe cái câu đấy nó cũng buồn. Thì em muốn là thôi thì cháu biết là ái hay là không ái. Thì hè này là cháu đợi, em đợi cháu là nó thi xong lên lớp 10. Chẳng có bệnh viện nào có thể tìm ra được cậu ấy có ái hay không ái đâu bạn ạ. Tôi nói cho thế bảo được mẹ cứ ấy, tôi nói rằng là về mặt thể chất là mình biết và con nó cũng biết, và nó đang là một chàng trai. Thế còn hành vi thì nó chưa nói nên được điều gì cả. Rất nhiều người đàn ông trông gọi là cao to đen hôi, vạm vỡ, giọng nói ồm ồm, nhưng mà vẫn có thể là người đồng cô đồng tính. Ngược lại thì cũng rất là nhiều các ca sĩ nam ấy, hoặc là rất là nhiều người ta nhỏ nhẹ, người ta bóng bẩy, người ta nhẹ nhàng, nhưng mà người ta lại là đàn ông. Thế cho nên là cái giọng nói hay là cái vung tay nó chưa nói nên được điều gì. Nếu như sau này con nó đến 16, 17, 18, một ngày nào đó nó thú nhận, mẹ ơi con không thích bạn gái, mà con bây giờ con rung động với một bạn trai lớp trưởng, con chỉ muốn là sau này con không lấy vợ đâu, con sẽ biết là nhà mình có một mình là con trai, nhưng mà con là người đồng tính, con yêu bạn ấy. Cái đồng tính, cái ái hay là gì không thì người trong cuộc biết. Và bạn ấy đang ở giai đoạn bạn cũng chưa biết bạn ấy là ai. Hãy chờ thời gian. Bây giờ đưa lên bệnh viện thì đầu tiên người ta cũng bắt bỏ quần áo ra thì kiểm tra đúng không? À thì đây, dương vật đây, tinh hoàn đây, lông đây. Thì họ bảo là thằng con trai. Không có bất cứ một bệnh viện nào có thể kết luận rằng là con nhà chị thế nọ, con nhà chị thế kia. Nếu là đồng tính, nếu là ái, tất cả nó là yếu tố tâm sinh lý, nó tương đối phức tạp.
và phải chờ đến lúc mà người trong cuộc tự khám phá, tự nhận ra nhá. Đừng có can thiệp rồi thành nhá, lợn lành hóa lợn què, lôi con đi xong kiểm tra xong rồi đầu mình lại khẳng định. Người ngoài người ta nói nó là cái gì không bằng mẹ. Ôi con ơi kệ người ta, con thế nào mới là quan trọng. Bây giờ con cứ thế này, con cứ thế kia, ngoài đi học ra rảnh rỗi con ở nhà con giúp mẹ. Bố đã đi bắn rồi, chị đi đại học rồi, lau nhà đi, quét nhà đi, cuốc vườn đi, nhổ rau đi. Đi đâu đấy thì cũng đừng có giám sát kỹ nó. 17, 18, 14, 15 rồi mẹ cứ suốt ngày kiểm tra xem lông mọc được đến đâu ấy, thì nó cũng thằng con trai rồi, nó phải có cái sự, mẹ con thì cũng nên có những cái sự gọi là giới hạn, chứ không phải là mình là mẹ mình bảo là tao đẻ ra mày tao sợ gì, xong rồi con đang tắm ở trong nhà vệ sinh mẹ xông vào mà bảo là tao kỳ lưng cho, cũng không nên nhá. Kể cả bố cũng thế, các bố mà có con gái 15, 16 ấy cũng nên giữ gìn những cái khoảng cách nhất định. Chứ mà rồi nó phải biết ngượng, nó phải biết nó là con trai, nó sẽ phải xấu hổ trước những người khác giới, kể cả mẹ, thì nó mới phát triển được chuẩn. Chứ cái sự can thiệp hay yêu thương hay chiều chuộng hay gần gũi quá của người mẹ cũng làm cho nó hơi lệch lạc một chút trong cái hành vi ứng xử của các con trai của mình nhá. Rồi, bà đã nghe rõ những lời chia sẻ anh ấy, của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Bây giờ em hỏi là cái thằng con ấy nhà em thì nó cũng nhát lắm, nhưng mà đến 15, 17 tuổi như cái giới tính của nó không rõ ràng, nó không thú nhận thì mình phải làm sao ạ? Nó không thú nhận chẳng nhẽ mình đè nó ra mình bắt là mày phải nhận mày là đồng tính à? Ơ hay nhỉ. Ví dụ như là con lên bệnh viện thì có cái cách gì để không có bệnh viện nào có thể phát hiện ra cậu ý là người đồng tính hay là không phải người đồng tính. Chỉ có thể phát hiện ra cậu là nam hay là nữ thôi. Vâng. Nhá, xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn nhá. Xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Vâng. Em vẫn là chương trình nhà tư vấn cho em, tại vì em cứ hay toàn theo dõi dây đấy, thấy anh nói nghe nó vào lòng quá, mà nghe cái giọng nói cứ như là đi vào lòng người ấy đấy. Thế dạ năm nay là em 65 tuổi ạ. Tức là sinh năm bao nhiêu? 59 ạ chị Hợi ạ. Sinh năm 59, đã 65 vâng. tuổi. Vâng, trên chồng trên thì này, sinh năm bao nhiêu? Trên này anh ạ, chồng thì là Quý Mùi là 43, sinh năm 43, là năm nay 81 ạ. Kiểu như là em thì kiểu như đêm ngủ ấy. Ừ. Thì là chồng thì cứ hay muốn kiểu như là thơm cái ấy đấy ạ. Rồi thơm thì là có hôm thì ho, có hôm vừa xong thì ho. Thì cái đồ tại hay là bị thế là ho ạ. Rồi, thơm cái đấy ý là ôi giời. Chị nói thật thì nói đùa đấy. Ồ. Cụ nhà chị là sinh năm 43. Đúng vâng. không? Còn chị nhưng mà kiểu như cuộc sống của chồng thì vẫn bình thường, ông vẫn khỏe. Rồi. Thế là vâng. cũng là tám mấy rồi đúng không? Vâng, năm nay 81 ạ. 81. Còn chị là 65. Vâng. Thế và cái hai vợ chồng thì ngoài cái việc vẫn đang ngủ chung với nhau thì lại thỉnh thoảng lại thơm cái ấy của nhau được à? Vâng, thì là nhưng mà thế thì nói chung là thế thì em mới thích ạ. Lại thích hơn cả kiểu như là lấy bình thường ý. Rồi, tóm lại là thơm cái ấy là thích hơn là quan hệ thực sự đúng không? Vâng, nhưng mà có lúc thì ông có hoa, ông có đổ tại là hay là thế là hoa thì có phải là thế nào, em muốn hỏi chương trình tư vấn cho em là có phải thế nào hay là có cái chất gì mà nó lại hoa thì có lần đi không hoa. Rồi, thế là một tuần ông ấy thơm mấy cái? Nếu mà mình cứ ấy thì thường mà tuần nào cũng được ạ. À, tuần nào cũng được một cái đúng không? Mà tuần nào thì ông ho một tuần sau thì là khỏi đúng không? Không, có lần đi hoa, lần đi không ạ. À, nhưng mà ho kéo dài không? Hoa thì độ trong độ 1-2 hôm, nhưng mà em cứ nghĩ là hay là chỉ là ông có lúc ông uống rượu thì ho, chứ không phải vì cái đấy nên em mới hỏi chương trình là nếu ở trong đấy có cái chất gì mà để ho hay không mà lại bại thế ạ. Tôi thì tôi nghĩ rằng là sợ là ông ấy vướng cái tóc nào đấy ở trong cổ ấy nó mới ho như thế. Em có tuổi rồi mà cứ hỏi ấy thế này thì cũng phải là chả làm sao cả là... Chuyện này là hoàn toàn bình thường, và chương trình Cửa Sổ Tình Yêu là một chương trình mở giải đáp vâng. tất cả những băn khoăn thắc vâng. mắc về sức khỏe sinh sản cho từ vâng. thanh niên cho đến như lứa tuổi của các anh các chị, mà không có gì vâng. phải ngại, bởi vì tôi cũng có nhìn thấy chị
có nhìn thấy khuôn mặt của chị đâu, đúng không? Và tôi cũng không biết chị là ai. Vâng. Địa chỉ của chị chính xác ở chỗ nào là tôi cũng không biết. Nhưng mà em cứ theo dõi mà được lên sóng hỏi cái này mà xong chẳng hạn mà ông nghe tiếng thì mà phải bị cái đấy hay không thì nó được giải tỏa hơn ạ. Rồi. Đấy, vâng. Ông ấy nghe được tối mà mở đài ra hai vợ chồng cùng nghe nhá. Xem để làm thế nào mà cách nó khỏi ho nhất có thể nhá. Vâng, thế nên em mới hỏi chương trình là có phải gì thế hay là nó có cái chất gì ở đấy mà để ho hay là ấy. Thế có nghĩa là không phải là vì thế mà bị ho ạ. Thì tôi hỏi thật, hai cụ là lấy nhau được mấy chục năm rồi? Dạ, 40 năm hơn rồi ạ. Thế 40 năm nay có ho không hay dạo này mới ho? Thế 40 năm thì trước hay là sức khỏe nơi thì nó không ho, sợ đường thế. Dạo này mới ho thôi đúng không? Vô thỉnh thoảng thôi ạ, còn không phải là cứ hôm nào thế cũng xong cũng ho ạ. Rồi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem là tại sao mà nó lại ho như thế nhá. Không biết là có bệnh tật gì ở chỗ ý không mà khiến ông ấy cứ mỗi lần thơm em bé cái thì là ho sặc sụa đến vài ngày. Chào chị ạ. Vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng. À, tôi có nghe câu chuyện của chị với anh Thành Văn rồi ạ. Thật sự là tôi rất là ngưỡng mộ anh chị. Vâng. Mình rất là nhiều tuổi rồi nhưng mà cái sức khỏe của mình rất là tốt. Thế em hỏi bác sĩ là thế là không phải vì thế mà ho chứ ạ? Chị ơi chị, ho thì nó có nhiều nguyên nhân lắm chị ạ. Chủ yếu là khi mà anh ấy bị mắc các cái bệnh về đường hô hấp, anh ấy bị có đặc biệt là những cái bệnh về phổi này, hoặc là bây giờ mà tuổi cao á thì những cái bệnh về mũi họng này, hay là những cái vấn đề về dị ứng, về kích thích vân vân. Tức là khi mà cơ thể có những cái cản trở cái đường thở thì cái phản xạ của cơ thể mình nó bật lại, và đấy chính là ho ạ. Thế và hay nói cách khác là ho là một cái động tác thở ra gắng sức để mà người ta tống ra tất cả những cái dị vật hay là những cái mà làm cho nó kích thích cái đường thở của mình. Tất nhiên là đấy, như tôi đã nói lúc đầu rồi, thì anh chị như thế đến bây giờ tuổi như vậy mà vẫn còn những cái tình cảm như thế thì rất là tốt. Chỉ có điều là về mặt cơ thể thì nếu như cơ quan sinh dục của chị hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, nó không bị viêm nhiễm, và bây giờ thì mình phải rất chú ý là kể cả cái phần ở ngoài, ví dụ như là mu này, hay những cái phần lông của cơ quan sinh dục, nó cũng có thể là những cái nơi nó phát sinh ra những cái mầm bệnh, hoặc là nó gây ra bệnh lý cho bản thân chị, hoặc là đặc biệt là cho anh khi mà mình tác động trực tiếp tới những cái chỗ đó như vậy. Vâng, thứ nhất là để cho hạn chế cái việc đầu tiên là tôi rất muốn là giải đáp cái thắc mắc của chị là có phải vì như thế mà nó ho không, thì hành vi đấy cũng có thể là một nguyên nhân gây ho nếu như mà cơ quan sinh dục của chị nó không khỏe hoặc là nó không sạch sẽ thì nó cũng có thể là nguyên nhân gây cho anh ấy bị ho. Thứ hai nữa là bây giờ thì cái anh ấy cũng lớn tuổi rồi, cho nên là tất cả các cái đường mũi họng rồi những cái yếu tố khác nó cũng rất dễ làm cho anh ấy bị kích thích và nó cũng có thể gây ho. Tôi cũng có nghe câu chuyện của chị với anh Văn là vì anh ấy có uống rượu, cho nên là thận trọng một chút ở tuổi đó, nếu như chúng ta lạm dụng rượu hoặc là nghiện rượu hoặc là uống rượu quá nhiều thì không phải chỉ có đường hô hấp mà còn các cái bệnh khác, ví dụ các bệnh về đường tiêu hóa chẳng hạn, nó cũng có thể là bị ảnh hưởng. Và để mình hình dung là ví dụ như anh bị trào ngược dạ dày chẳng hạn, hay là anh ấy bị những cái bệnh mà liên quan tới đường tiêu hóa, nó cũng có một cái phản ứng là phản ứng gây ho. Vì thế là anh chị có thể cũng nên cân nhắc khi mà thực hiện hành vi đấy. Cái thứ hai nữa là quan trọng nhất là sức khỏe của mình thật là tốt và thường xuyên kiểm tra rồi thực hiện những cái lối sống tốt thì nó sẽ ổn thôi ạ. Hy vọng là chị đã thỏa mãn với những cái câu trả lời của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ ạ. Chào chị nhá, cảm ơn bác sĩ. Rõ ràng cái chuyện quan hệ tình dục của người cao tuổi là cái chủ đề mà nhiều lần chúng ta đã đề cập, nhưng mà với trường hợp của một cụ 81 với cả một bà 65 như thế này thì đây cũng là một cái biện pháp giải tỏa ở cái lứa tuổi này một cách phù hợp, đúng không anh Đinh Đoàn? Vâng, trước hết thì rất là mừng bởi vì các bác lớn tuổi cũng đã cởi mở hơn về cái chuyện mà tình dục vợ chồng, mà biết rằng là chúng ta phát sóng. Vâng. Điều ấy chứng tỏ là xã hội đang rất là cởi mở, rất là trân trọng những cái tình cảm dành cho nhau.
Dạ. Ờ, đúng là người ta nói là cái khó nó ló cái khôn. Vâng. 81 tuổi không biết là với một cụ bà 65, không vâng. biết là họ có thể duy trì được cái việc giao hợp hay không. Vâng. Chưa chắc bác trai kia đã còn cương cứng được. Vâng. Và bác gái 65 thì chắc chắn cũng không, chưa chắc đã đủ điều kiện để mà thực hiện hành vi giao hợp. Nhưng mà đấy, chúng ta vẫn nhiều lần nói với nhau rằng là quan hệ tình dục phải hiểu nghĩa rất là rộng mà. Vâng. Dùng chân, dùng tay, dùng mồm, dùng miệng, dùng cái gì đó kích thích để mà tạo ra khoái cảm là được. Dạ. Thì cái việc mà cụ ông sau 81 mà có thơm cô bé của bà xã của mình 65 thì cũng rất là tốt thôi. Dạ vâng. Cơ bản nhất là giữ gìn vệ sinh và giữ đúng cái cách khoa học. Dạ vâng. Tôi thì ban nãy nghe rất là ngưỡng mộ của ông, nhưng tôi nghĩ là sợ là cụ già xong bây giờ khi mà nằm ở trong cái tư thế úp mặt đấy là nó dễ đè lên ngực, là nó dễ tạo ho. Ngồi này thì không ho nhưng nằm sấp. Vâng. Thì đường thở nó bị hẹp lại, xong lại quá chăm chú vào cái công việc kia, cô bé kia thì cũng dễ là có thể nó ho. Dạ hoặc vâng. là nói thật chứ, cái rừng rậm của bà mà cụ ấy vâng. mà không cắt tỉa đi ấy, trong lúc mà cụ ông đang như kiểu thôi cứ gọi đùa là gặm cỏ ấy, mà có cái ví dụ như cái lông nó kích thích ở niêm mạc ở mũi chẳng hạn, nó rất dễ khiến cho người ta ho hoặc là hắt xì hơi. Dạ vâng. Thì đã có những trường hợp là khuyến khích là với những người lớn tuổi nên cạo sạch. Dạ vâng. Để giữ vệ sinh. Dạ vâng. Giữ sinh rất tốt. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hoàng Thúy Hải cũng như là chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng có ít ít nhiều cho các cụ lớn tuổi. Khi bước vào tuổi này thì cái chuyện quan hệ tình dục bằng cái phương pháp là xâm nhập thì nhiều khi là hơi gặp khó khăn, đúng không bác sĩ? Ừ. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa Sổ Tình Yêu từ Hưng Yên. Vâng, vâng, em ấy ạ. Em yêu một người tức là hơn một năm. Ừ. Sau đó hơn một tháng, 2 tháng rồi anh ấy lại yêu một đưa một cô ở An về ở sống cùng. Thế là từ đấy là em cũng nghĩ là thôi mình cũng lớn tuổi rồi. À. Nhưng mà làm sao mà nó không quên được anh ạ. Rồi, thế năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 55 tuổi ạ. Thế à, thế chồng con ra làm sao? Em thì em chưa lấy chồng bao giờ. Ồ thế à? Cứ mãi đi làm ăn đến 20 năm là không ăn Tết ở nhà anh ạ. Thế à, cái thích có con không? Em không ạ, không có chồng, không có con. Thế thì mà yêu cái anh này là anh ấy bao nhiêu tuổi? Anh ấy sinh năm kém 2 tuổi ạ. 53. Vâng. Rồi. Không, cái tư tưởng của em thì em vẫn nghĩ là thôi mình lớn tuổi rồi, mình cũng không cần thiết là nói chung là yêu cũng được mà không yêu cũng được, nhưng làm sao 2 tháng rồi mà em cũng không đến là nó không quên được. Hai người yêu nhau chính thức được bao lâu? Được hơn một năm ạ. Hơn một năm, thế 2 tháng gần đây thì là anh ấy yêu cô khác đúng không, ở Nghệ An như bạn nói, đưa một cô Nghệ An về ở cùng. Rồi, thế là vợ con anh ấy ở đâu? Vợ anh thì hai đời vợ rồi, tức là hai đời vợ đều lấy một thời gian thì là đi tù. Ừ. Thì đến lúc về thì em cũng nghĩ cái hoàn cảnh em rất là thương, thì lúc đầu thì em cũng từ chối, nhưng mà sau thì nghĩ thương thì em phải yêu. Ừ. Yêu thì đến giờ như thế, nhưng mà thôi cái chuyện đấy thì em cũng nghĩ cũng bảo thôi thời qua thời gian thì khả năng rồi nó cũng sẽ quên đi, nó qua đi rồi. Có một câu hỏi thứ hai, câu thứ hai nữa là có một anh ở trong làng, tức là ngoài hơn 60 tuổi, anh rồi. Cũng vợ chồng bỏ nhau. Thế là cái anh 53 tuổi kia có cùng làng không? Cách 5 cây ạ. 5 cây, đúng không? Vâng. Thế còn cái ông 60 tuổi thì có gần đấy nữa không? Ở trong làng ạ, cùng trong làng. À, cùng trong làng. Thế là ông ấy còn to khỏe đẹp trai không? Anh ấy thì cũng cao to, làm cũng có lương hưu, một ít lương hưu, mới lại làm thợ điện. Thì tính đến con người rất là tốt, nhưng mỗi tội ở cái phía mình là mình tuổi cao thôi. Chứ rồi. Còn thì đức tính của cao rất là tốt. Thế thì cái anh thứ nhất, anh 53 tuổi thì yêu nhau một năm thì là hai người ở chung với nhau hay là sao? Không, nhà em thì thỉnh thoảng là tức là anh ấy sang nhà em, thì thỉnh thoảng em sang nhà anh ấy thôi, chứ em không sang đây ở được. Bởi rồi. Vì hoàn cảnh nhà em còn phải ông bà già, bố rồi. Mẹ già, em phải cơm nước rồi còn phải giúp đỡ bố mẹ, chứ không rồi. Không sang ở được. Rồi. Thế là một tuần giao lưu mấy lần?
trong một năm ấy. Chẳng hạn cũng có khi một tuần một lần, cũng có một lần, cũng khi một tuần hai lần. Rồi, thế đột ngột hai tháng chả có lần nào lâm ra là nhớ đúng không? Không, không phải nhớ về cái đấy đâu của anh ạ. Không phải nhớ về tình dục mà cái kiểu trong cái trong trái tim mình ấy chứ. Ôi trời ơi, khổ tế là chứ. Không nhớ về cái đấy đâu. Đang nhớ người ta như thế làm sao mà có dám 60 tuổi hỏi mà lại gật đầu đồng ý ngay được đúng không? Vâng, thế thì bây giờ nhờ chuyên gia giúp em làm sao em không quên. Quên được để đến với anh 60 đúng không? Không, nhưng mà chưa, chưa không trả lời. Em chỉ bảo là thôi anh cứ từ từ để sau này qua thời gian thì em mới trả lời anh được. Qua chục năm nữa anh mới 70 tuổi thì cơ mà. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhá. Vâng, mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi bây giờ là mình 55 tuổi, chưa kết hôn bao giờ. Vâng. Rồi mình còn gánh nặng là bố mẹ già đúng không? Vâng ạ. Cả bố cả mẹ luôn. Vâng ạ. Ông bố em là 84, mẹ 81 ạ. Trời ơi vất vả quá. Thế các anh, các chị, các em đã như thế nào rồi? Nhà em thì 7 con gái, toàn con gái đi chồng hết rồi ạ. Ôi giời ơi, này nó đùa chứ nghe xong câu chuyện của mình tự nhiên lại nhớ đến cái bài hát mà chị tôi ấy. Vâng. Ừ, tôi thấy đâu một chút gì đấy rất là áy náy, một chút gì đấy rất là thương cảm. Vì chị hy sinh cho cả cuộc đời tuổi thanh xuân đi kiếm việc làm, đi làm ra tiền. Rồi bây giờ cuối cùng quay trở về, các em đều có gia đình, đều có phận cả rồi. Mỗi bà chị chưa có chồng. Vâng, đúng đấy ạ. Mà lại gánh nặng của hai ông bà già nữa. Nhưng mà thực ra là con người mà bao nhiêu tuổi cũng cứ khát khao yêu. Ban nãy khi nói đến tình yêu mà thấy cười hí 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 thì biết rồi. Đúng là bây giờ mình đấy như một cô gái 18 lần đầu biết yêu. Cho nên là chắc sẽ khó quên. Em nói thật chứ đúng rồi, em 55 tuổi mà em cảm giác như mình không phải là 55 tuổi đúng đấy. Rồi, lòng nó cứ vui vơi phới đúng không? Vừa thái rau cho lợn, vừa hát được, vừa tắm cho lợn, vừa cho chó ăn, vừa thấy lòng nó cứ vui vơi phới, làm cái gì nó cũng sẽ khỏe hơn rất nhiều. Đấy, sức mạnh của tình yêu nó ở chỗ đó. Tuy nhiên thì thật ra thế này. Với cái anh, mặc dù mình khát khao, người ta nói rằng dù có khát nước thì cũng phải uống nước sạch. Không bao giờ uống nước ở vũng lầy. Một là nó sẽ sặc sụa, hai là ho, ba là rồi chả biết có khát nước không nhưng mà lại vướng vào bệnh tiêu chảy thì chết. Cho nên với cái anh mà 50 mấy đấy, một người đàn ông đã có quá khứ cũng tương đối phức tạp. Xong rồi hiện nay người ta có trân trọng mình đâu, người ta thích người ta lại đưa một người phụ nữ khác về để người ta chung sống. Vậy thì người ta không thương mình nữa thì mình không thương người ta đi. Thôi cứ thương để trong lòng, nhưng mà sớm muộn mình đặt mục tiêu là phải chôn vùi cái mối tình hơn một năm đó. Thôi thì cũng cảm ơn ông trời đã cho anh ấy đến để cho mình nếm mùi đời, mình biết thế nào là tình yêu, nhưng mà không thể trông đợi và đi tiếp được nữa. Khi mà người đàn ông đã hai đời vợ rồi vào tù ra tội thì giờ lại đưa một người phụ nữ khác về ở trong khi đang thương yêu mình, bỏ bùa mê thuốc lú cho mình để cho mình biết nếm mùi, biết thế nào là yêu, xong bây giờ để cho người ta ngẩn ngơ, như vậy là quá ác. Nhưng mà thôi, không chơi với cái ông 55 nữa. Còn với cái bác 65, mình nói là to khỏe, đẹp trai, có lương hưu. Bác ấy vợ chết hay là ly hôn? Ly hôn rồi ạ, ly hôn hẳn rồi ạ. Ly hôn hẳn. Các con của bác cũng lớn hết cả rồi đúng không? Cũng ông nội, ông ngoại rồi. Vâng, lấy vợ rồi. Con rồi. Hai đứa con trai lấy vợ rồi ạ. Rồi. Chẳng còn bao nhiêu nữa là thành ông già đâu mà. Quay đi quay lại là 70. Mình sống cả đời đang tự do, một gánh nặng ở bên này, hai bố mẹ già toàn 80, bây giờ lại khoặc thêm một, giả sử như tốt ra ấy, lại gánh thêm một bên kia một ông lão ngót 70 nữa. Mình thì cũng vài tuổi nữa là 60. Trời ơi, bên này thì đau đầu gối, ông kia thì tiểu đường, hai cụ nhà mình thì nhớ nhớ quên quên. Không giải mà lấy thêm gánh nặng về nữa. Mình là gái chưa chồng, anh ấy là trai không còn vợ. Nếu như thích nhau cứ gặp, nhưng không có nghĩa rằng là cứ gặp là phải đi đăng ký kết hôn rồi đám cưới rồi lấy nhau thành vợ thành chồng đó mà. Tôi ta thiếu cái gì ta chia sẻ cái đó. Mình thật ra cũng đơn côi, đôi lúc ông ấy bảo rằng là mai bà có rảnh sang bên này tôi nấu bát cháo cho mà ăn. Ừ, cứ sang mà ăn bát cháo. Hôm nào mình nấu xôi bảo là em thắp hương dầm có đĩa xôi, anh qua em lấy xôi về mà ăn. Thế rồi hai người ngồi thôi thì chia sẻ bù đắp tình cảm cũng thế.
không ai cấm cả nhá, hai người trưởng thành rồi, có làm gì chăng nữa cũng không vi phạm pháp luật. Và hãy nhớ rằng là tuổi của mình cũng không còn được bao lâu, và ông ấy thì cũng tuổi già mấp mé và gánh nặng hai ông bố bà mẹ của mình rất là nhiều. Mình không vơ vào một cái biết chắc nó sẽ là một gánh nặng nữa. Chẳng may mà bây giờ lấy ông xong quý hóa đưa đi đăng ký kết hôn, vài bữa nữa ông ấy ốm ông đau mình phải phục vụ, chạy về bên kia chăm chồng, về bên này chăm bố mẹ. Xong ba bữa nửa tháng ông lăn quay ra, mình thành bà quả phụ, đeo khăn tang ở trên đầu, hưởng niềm vui chẳng được bao lâu. Thôi, chẳng may ông trời bắt tội mình không được mau mắn, nhưng mà cho mình cho giờ còn sức khỏe, nghe tiếng cười hí hí thích lắm. Anh ạ, em thì con người thì xấu thì không đẹp anh ạ, nhưng mà chỉ có mỗi điều là tại sao rất nhiều người đàn ông cứ thích em ở cái chỗ là em cứ vừa hay cứ nói đã động cất lên tiếng nói tươi. Mình tươi tắn đúng không? Thôi thì đẹp xấu không biết, nhưng mà mình cứ nhìn cuộc sống nó tươi tắn, cười hí hí thì vui, không sao cả. Hãy nhớ này, anh nào mình thấy không có vướng đến chuyện vợ con, người ta quá bụa cô đơn hay là ly thân ly hôn, à quên ly hôn, mình mà thấy cũng có tình cảm thì cứ mở lòng, không ai cấm và không vi phạm pháp luật. Và đặc biệt là hãy nhớ rằng thôi thì thời gian không còn nhiều, không việc gì phải áo nghẹo cành cao nhá. Mỗi một con người một số phận, trời trao cho ta một số phận đấy, ta may mắn là cho đến giờ ta còn giữ gìn sức khỏe. Thứ hai nữa là thôi lo cho bố mẹ rồi, như thế cũng đủ rồi. Hãy nhớ rằng giữ lại một phần cho mình đi, có được dăm trăm, một vài trăm gì đấy gửi tiết kiệm, để mai kia cái lúc mình không còn khỏe mãi thế này được đâu, mình còn rút cái lãi ra, mình còn thuốc, còn men, còn đong gạo mà ăn, bố mẹ già cũng sẽ chẳng ở mãi với mình nhá. Hy vọng cuộc sống của bạn luôn luôn có nhiều niềm vui, và hãy cứ nở nụ cười như thế nhá. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại cũng gọi đến từ tỉnh Hưng Yên, nhưng là đây là một bạn nam 37 tuổi. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Xin chào bạn. Trước đây em là cảm thấy hai vợ chồng quan hệ bình thường ấy, nhưng giờ từ ngày COVID tôi tiêm vaccine nhiều 3-4 lần ấy, thì thấy là nó vào một lúc ấy ra rồi. Và em cũng lên mạng, em muốn hỏi chương trình là bây giờ có cái cách nào mà để nó kéo dài thời gian dài ra ấy. Rồi, thế là cái chuyện mà nó ngắn ngắn thế là cái chuyện mà thời gian quan hệ nó ngắn là bao nhiêu lâu nay rồi? Thời gian gần đây rồi. Gần đây là bao lâu, chẳng lẽ không nhớ à? 4-5 tháng rồi ạ. Rồi, ngắn như thế nào? Vào một lúc rồi ra ạ. À, tức là các cụ bảo là chưa đi chợ là hết tiền đấy đúng không? Vâng, vâng. Rồi, thế cái giai đoạn đầu ấy, tức là cái khúc màu đầu nó có kéo dài không? Không dài lắm ạ. À, chắc là cũng được vài phút. Thế là chiến đấu thì chắc là được 30 giây thì đã ra rồi đúng không? Phút hơn phút thì đấy. À, rồi năm nay 37 tuổi đúng không? Vâng ạ. Rồi các con lớn chưa? Em một đứa 5 tuổi, một đứa được 4 tháng ạ. À, thế à, thế là ô, vợ vẫn đang ở cữ à? Đâu, vợ hết ở cữ rồi, nó hai vợ chồng quan hệ bình thường rồi. Rồi, 4 tháng, tức là vẫn đang cho em bé bú đúng không? Vâng. Rồi. Cái hiện tượng này mà bạn đổ tại do là tiêm 3-4 lần vaccine gì đó đúng không? Và bạn từ sau lần đấy thì bạn thấy yếu đi à? Vâng, nhanh, thấy yếu đi. Tức là nếu như ngày xưa thì quan hệ này khoảng tầm tiếng sau là có thể quan hệ lại được ấy, thì nó lên cương cứng lại bình thường ấy. Bây giờ một tiếng thì không thể cương cứng lại bình thường được. Rồi, thế là 36 tiếng thì nó mới quay lại trạng thái ấy. Không đến gì. 3-4 tiếng thôi. Nên là hai vợ chồng như thế là một tuần quan hệ mấy lần? Hai lần, có thể một lần, tùy từng quan trọng này phải tùy nhu cầu đúng không? Khoảng 1-2 lần, mà mỗi lần thì cũng tức là tần suất cũng không phải là mau lắm, mà khoảng như thế là 3-4 ngày mới có một lần diễn ra đúng không? Mà mỗi lần thì diễn ra trong khoảng phút hơn phút là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đánh nhanh thắng nhanh. Có khi nhiều khi cũng hay. Vợ có than phiền gì không? Thì cũng thái độ hài lòng ạ. Thái độ không hài lòng đúng không?
Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem ở cái tuổi 37 và cái hiện tượng xuất tinh sớm như thế thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống hay không nhá? Chào em. Chào bạn. Mình nói là một thời gian gần đây thì nó là khoảng chính xác nó là khoảng bao nhiêu lâu em? Mà 5 tháng nay rồi. 5 tháng nay. Tại vì nó cũng liên quan tới cái việc vợ em có thai đúng không? Rồi là sau đó thì vợ em lại ở cữ nữa. Và khi mà vợ có thai này rồi vợ ở cữ thì vợ có bắt mình nhịn không? Hay là em vẫn quan hệ tình dục với vợ bình thường? Nhưng không được nhiều, thỉnh thoảng con cái đấy. Em nó yếu, nó hay nay. Nó bệnh à, như tiền sử là sinh non ấy. À, thế hả? Cũng không dám quan hệ nhiều, thỉnh thoảng đúng rồi. Cái nào cái rồi em vợ sinh non mấy đứa rồi nên là không dám mới nhiều ạ. Đúng rồi. Thứ nhất là mình năm nay mình 37 tuổi rồi thì cái sức khỏe sinh sản của mình, hay nói cách khác là cái việc quan hệ tình dục của mình, nó không thể như là cái lúc mà mình còn ở độ tuổi 20 được nhá. Không thể là một tiếng nó lại lên một lần như lúc mình 20 tuổi được. Mình bạn để khi mình 30 tuổi rồi mình 40 tuổi, mình 50 tuổi nó sẽ khác đi rất là nhiều. Vì thế mình đừng có hoài niệm quá và đừng có lấy cái chuẩn lúc mình 20 tuổi ra để mình so sánh với cả cái lúc mà bây giờ hoặc là về sau. Đấy không phải là cái chuẩn để mình mang ra mình so sánh. Nhưng cái việc mà mình xuất tinh sớm ý, thì nó có thể có một số khả năng như thế này. Sợ là do mình khi mà vợ mình mang bầu này, rồi là mình vợ mình lại ở giai đoạn ở cữ, có thể là mình cương cữ nó lâu quá. Và khi mà mỗi lần mình gọi là được đấy, được quan hệ tình dục thì mình cái phần ham muốn của mình nó lên rất là cao, rồi mình bị tích trữ rất là lâu ngày mình mới được quan hệ tình dục thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như của em. Thì đấy là có thể do cái điều kiện khách quan nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Còn một cái trường hợp thứ hai là có thể là bệnh lý thật. Bởi vì là tất cả các lần quan hệ tình dục của em trong thời gian gần đây đều chỉ được từ 1 cho đến 2, 3 phút là cùng đúng không? Là em đã xuất tinh rồi. Trong điều kiện quan hệ tình dục bình thường, bây giờ vợ cũng không cấm cản, không phải lo lắng gì nữa, mà vẫn bị như vậy thì có thể là em bị xuất tinh sớm. Nhá. Em ở Hưng Yên thì chị nghĩ là có lẽ là mình cũng cần phải đi khám đi. Nhá. Em hỏi bây giờ khám ở đâu mà... Em lên Hà Nội nhá. Em lên Hà Nội, em đến rất nhiều các cái bệnh viện có chuyên khoa nam học. Ở Hà Nội thì nhiều lắm. Bệnh viện công, rồi là bệnh viện tư, bệnh viện Việt Đức này nhá, có khoa nam học và hiếm muộn của bệnh viện Việt Đức. Rồi bệnh viện Đại học Y Hà Nội có hẳn khoa nam học rất là tốt. Rồi bệnh viện Bưu Điện, bệnh viện 108, bệnh viện 103. Quan trọng nhất là phải tìm được nguyên nhân. Xuất tinh sớm nó có do rất nhiều nguyên nhân. Nó có thể do nguyên nhân của bệnh lý của cơ quan sinh dục. Nó có thể do một số các cái bệnh lý của ngoài cơ quan sinh dục. Và nó có cái triệu chứng là xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm nó chỉ là một triệu chứng thôi nhá. Và quan trọng nhất là em phải tìm được nguyên nhân. Dựa trên nguyên nhân thì người ta mới điều trị được cho em. Chứ còn nếu như mà tất cả những cái mà trên mạng, những cái không chính thống, những cái không phải là bác sĩ khám, không có nguyên nhân cụ thể, thì những cái đấy thì chị nghĩ là điều trị nó sẽ không đúng bệnh. Và đôi khi nó lại còn có thể hại hơn cho em nhá. Vì thế mình cố gắng thu xếp thời gian để đi khám, tìm được nguyên nhân và điều trị theo đúng cái chỉ định của bác sĩ. Thì hy vọng nó sẽ ổn. Bởi vì là em mới có 37 tuổi thì cái đời sống tình dục của em nó sẽ còn rất là dài. Cho nên là mình cố gắng để mình điều trị thì chất lượng cuộc sống của mình sẽ ổn hơn nhé. Rồi, hãy cứ đến những cái bệnh viện công lập nhá. Chứ đừng search trên mạng thế xong lại đưa ra một vài cái bệnh viện hoặc là phòng khám tư hoặc là cho một vài cái loại thuốc mà chả biết tác dụng ra làm sao. Nhiều khi lại còn phản tác dụng nhá. Vâng ạ. Chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Phòng. Em xin hỏi anh là thằng con em nó năm 25 tuổi mà nó đi đại học thì yêu cái cô cùng trường ở đại học,
mà cùng ăn ăn nằm ngủ với nhau trong vòng 4 năm mà bây giờ cô ta lại thôi không yêu con em nữa mà yêu cái anh học cùng đại học cùng cấp 3 đấy. Giờ em xin hỏi anh nhờ anh bên đoàn tư vấn giúp em nè, liệu có cần níu kéo hay là thôi ạ? Rồi, thế tóm lại là anh có một cậu con trai 24, 25 tuổi gì đó đúng không? Trong khoảng thời gian học đại học thì rủ một cô đến ăn ở cùng như vợ chồng. Chắc là bây giờ ra trường rồi đúng không? Ra trường đi làm rồi thì... Ra trường đi làm rồi thì cô ta tung tẩy, cô kiếm một người khác đúng không? Và cô ta lại ăn ở như vợ chồng với anh chàng này. Thế bây giờ là mình là một ông bố chồng hờ đúng không? Bây giờ tức là bởi vì đã có phải là bố chồng đâu, mặc dù là chúng nó ăn ở với nhau rồi đúng không? Thì mong muốn là chúng nó quay lại à, hay là nếu mà chúng nó không quay lại thì mình cứ đến tận nhà cái cô gái kia thì mình thuyết phục là thôi mày đến mày ở với con trai bác tiếp đi à, hay thì sao? Em thì em cũng muốn cho các cháu thì nó cũng đã thấu hiểu và chúng nó yêu nhau thì thôi, nó cũng dẫn về nhà em rồi thì em cũng biết rồi, thì muốn là cho các cháu nó thành đôi lứa. Nhưng mà bây giờ chúng nó không thích thì làm nào, mình làm sao mình ép được chúng nó, kéo chúng nó về ở với nhau tiếp đi đúng không? Mình có làm cha làm mẹ đi chăng nữa nhưng quyền quyết định về cuộc sống hôn nhân là quyền của chúng nó cơ mà. Vâng. Thế em nhờ anh Minh Đoàn giờ tư vấn giúp chúng em là liệu con này em nhậu, nó có muốn kéo lại hay là cũng chấm dứt lại. Hai bố con châm thử với nhau chưa? Dạ, có, cháu nó có vẻ nó nói rồi. Thế cháu nó bảo sao? Cháu nó bảo là con cũng muốn là cái chung con quay lại, thế nhưng mà ý của cô ấy là cô giờ cũng yêu cái anh kia, thì liệu có nếu kéo lại nữa hay là thôi rồi ạ? Em nhờ anh đoàn tư vấn giúp ạ. Rồi, xin chào bố trẻ. Bố trẻ suýt được làm bố vợ đúng không? À quên, bố chồng. Hôm nay mình 48 đúng không? Em chưa hôm nào em cũng mở cửa sổ tình yêu, em nghe anh tư vấn rất hay. Thế à, cửa sổ tình yêu toàn phát có một lần nhá. Dạ. Rồi, nhà mình được mấy thằng cu? Dạ, em hai thằng cháu, thì hai cháu đại học cả. Ôi, tốt quá, bà xã còn khỏe không? Nhà em năm nay 45, em 48. Ồ, hai vợ chồng còn vui vẻ không? À, vợ chồng em thì hạnh phúc lắm. Tốt quá. Và trước hết là phải nói thế này. Học đại học như là hai đều học giỏi, học bổng cả. Giỏi quá. Bây giờ thằng cu lớn mà suýt có vợ thì bây giờ nó ra trường nó làm gì ở đâu? Cháu làm kỹ sư của bên V-Ship của Nhật Bản. Tốt quá. Nhưng mà nó có làm ở gần Hải Phòng, gần bố mẹ không? Ở làm ở bên Thủy Nguyên thì cách xa chúng em khoảng 20 cây. Vẫn là tỉnh Hải Phòng thôi, vẫn thành phố Hải Phòng thôi, huyện khác thôi. Vâng. Trước hết phải nói với bố cháu thế này. Dạ. Các con nhà mình nó sống rất là hiện đại, mới là sinh viên thôi, nó đã ở chung như vợ chồng. Vâng. Ở với nhau 4-5 năm ăn như vợ, ở như chồng mà rồi chẳng còn níu kéo được, nó chẳng nảy sinh ra được cái tình cảm để mà chúng nó có thể tiến xa tiếp được. Thế thì bây giờ có níu kéo cũng muộn thôi, cũng chẳng để làm gì. Sợ nhất là con nhà mình cảm thấy bị... Thứ nhất là con nhà ta con gái, mà bản thân cô gái đã đi ăn ở, gọi là sống thử với một chàng trai suốt 4 năm làm vợ người khác, mà bên đây giờ người ta còn vững tâm, người ta bước tiếp. Thế thì mình là con trai, mình sợ cái gì? Phải nghĩ một cách rất tích cực là may quá, sinh viên mà vẫn cứ có vợ. Ăn ở như vợ chồng với một cô, bây giờ tự nhiên cô chả bắt mình có trách nhiệm gì, cô lại dứt áo ra đi, vậy thì mình mặc dù không mất một đồng tiền nào mà cũng được có vợ trong suốt 4 năm, nghĩ tích cực như thế, bây giờ mình bắt đầu lại từ đầu. Tôi lo là lo con nhà mình ấy buồn rồi đau rồi lụy tình rồi hiện nay đang chán đời bỏ đi nghiện rượu rồi chích rồi hút gì, chứ còn thì nó đã tâm sự với bố rằng là thôi chúng con thôi. Tất nhiên thì cũng có vẻ con nhà mình thì muốn rằng nếu níu kéo được thì níu kéo, bởi vì cũng đã đồng hành với nhau 4 năm. Nhưng bạn cũng đã đánh giá rồi, có lẽ cũng thôi, bởi vì phụ nữ mà đã quyết tâm dứt áo ra đi nghĩa là phía kia chắc lắm rồi đấy. Chứ không đời nào mà chỉ là một cái anh bây giờ mới tìm hiểu mà nó sẵn sàng nó buông tay con mình đâu. Thế thì thôi để cho nó tiện tự nhiên. Bố cũng cứ nói với con một cách rất là
vui vui thế này. Ôi thì tốt quá, thôi kệ con ạ. Nó là cái duyên, cái số. Mình cứ nghĩ một cách tích cực là 4 năm qua mình đã có vợ mà lại chả mất đồng xu nào, chả phải chịu trách nhiệm gì. Thế thì bây giờ thì thôi, tập trung vào làm ăn trước mắt là có tí vốn tí liếng. Thế rồi mình khỏe mạnh, mình sống tử tế, mình giao lưu bạn bè, rồi bạn ấy sẽ có bạn gái thôi mà. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng là đã nở với nhau 4 năm như thế thì chắc phải yêu nhau lắm, nhưng đấy chắc là hoàn cảnh nó đưa đẩy. Các cháu nó gần gũi nhau rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén rồi, dọn về ở chung ấy mà. Chứ rất nhiều đôi sinh viên sống thử, nhưng đến lúc ra trường thì cũng là chia tay luôn. Chứ không phải trường hợp riêng con nhà mình đâu nhá. Vì các cháu là nó cứ hai đứa cùng xa nhà, xong rồi góp gạo thổi cơm chung, rồi ở chung thì đỡ phải hai đứa cùng thuê nhà trọ, vân vân, rất nhiều thứ. Đặc biệt là chúng nó cũng lại giải quyết được cái nhu cầu sinh lý của tuổi trẻ với nhau. Thôi thì cái đấy thì không khuyến khích, nhưng mà cũng chẳng cấm được các cháu. Thôi mình nhìn một cách tích cực là con mình trong suốt 4 năm ăn ở với bạn gái mà không để hậu quả là có thai ngoài ý muốn này, không bệnh tật gì này, con mình vẫn tập trung học tập chứ không đến nỗi gì. Bây giờ cũng tốt nghiệp một cách đàng hoàng và ra trường có công ăn việc làm cho một gọi là doanh nghiệp nước ngoài, đúng không? Hãy nhớ rằng người ta bảo rằng là giữ được người ở lại chứ ai đã là giữ được người ra đi. Một cô gái đã sống thử 4 năm trời mà rồi cuối cùng cũng, người ta là con gái, người ta còn chẳng giữ, người ta còn quyết tâm rứt áo ra đi để đến với người khác thì thôi, thì không tiếc nhá. Và mình có tiếc cũng chả làm gì được nữa rồi. Đường hãy nhớ rằng là cánh cửa này khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Mình là người động viên con thế. Tất nhiên con nhà anh chắc nó cũng mạnh mẽ đấy, nó không cần động viên lắm đâu. Nhưng mà nếu nó có chia sẻ, bố cứ nói một câu rất là vừa, trời thiêu gì đẩy, con cứ tập trung con làm, con ăn, con có tiền rồi, con tạo dựng rồi, con giữ gìn hình ảnh của mình nó đẹp rồi, cha đứa này thì đứa khác nhá. Làm thế nào mà con nó sẽ tìm được một người như mẹ nó hiện tại ấy? Nhà cuộc sống của bác gia đình mà nó không bắt được vợ chồng em hạnh phúc lắm đấy. Thế nhưng phải bền chặt như thế mới là đúng chuẩn nha. Xin cảm ơn chuyên gia Tâm Lập Minh Đoàn. Vâng, chào anh Đoàn, anh Thành Văn. Dạ vâng ạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Long. Em với bạn thân quen nhau mà em không biết người đó có bị gì không, mà có vợ có con rồi, em con trai cũng dùng mà làm em mấy lần rồi. Họ làm gì? Lúc mà nhậu xong tỉnh rồi xong làm em mấy hai lần rồi. Làm cái gì, bạn có thể cụ thể hơn được không? Quan hệ tức là bạn có một người cậu bạn trai năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai người bao nhiêu tuổi? Em 24, người đó cũng 28 rồi. À, thế là cả bạn và anh chàng kia là đều có vợ rồi à? Em thì chưa, mà người đó thì đã có rồi. Tức là mỗi lần nhậu với nhau thì anh kia làm gì bạn? Em ngủ lại rồi xong rồi làm quan hệ em không hay á, lúc đó em cũng bơ bơ. Tức là anh ý quan hệ với bạn? Dạ. Quan hệ tình dục, ý bạn muốn nói thế? Dạ dạ. Rồi. Cái hành vi đó khiến bạn cảm thấy như thế nào? Lúc ấy có biết không? Có lúc mà thì đó cũng hơi say nhưng mà cũng cảm giác như cũng có bị vậy đó, nhưng mà mình không có thấy được. Tức là lúc ý bạn có biết không? Cũng hơi mà yeah. Có lần cuối cùng thì biết. Rồi. Và bạn không phản đối à? Nhưng mà lúc đó say đâu phản đối được. Lúc là lúc ấy đang say đúng không? Đang có tí men, đâm ra là cũng cảm thấy thinh thích. Nhưng mà về sau thì nhiều lần chưa? Hai lần rồi, lần thứ ba thì lúc đó em say rồi nên không có chắc. Rồi. Cái hành vi của anh ấy khiến bạn khó chịu đúng không? Nói chung là em hỏi nó có bị ấy không mà sao ấy. Tại có vợ có con rồi. Rồi. Thế đã bao giờ hai người trao đổi với nhau về chuyện ý chưa? Bạn có nói hỏi mà bạn nói là giỡn thôi. Hả? À giỡn thôi à?
Rồi, thì cố gắng một tuần say 3-4 lần. Theo anh Đinh Đoàn thì giải quyết vấn đề này như thế nào ạ? Rồi, chào em trai. Dạ. Mình đang là sinh viên hay mình đi làm, mình sống ở nhà trọ làm công nhân ở khu công nghiệp? Em đi làm tự do ở nhà trọ. Thế à, trọ chung với cái anh ấy hay anh ấy trọ, anh ấy có vợ đúng không? Anh đó không có ở, lâu lâu chỉ ghé về nhậu chung thì chơi thôi chứ. Anh có làm chung với mình cái công việc gì không? Dạ không, anh đó ở làm công việc gì em cũng không đi. Sao mình đưa anh về nhà để anh chuốc rượu say để bị anh bị xâm hại tình dục, bị anh ấy xâm hại tình dục. Đấy, cái mối quan hệ thứ nhất là anh tưởng rằng là sinh viên trọ cùng này, anh tưởng là ít nhất cũng làm cùng công ty với nhau, hai đứa thuê nhà trọ chung ở chung nhau, rồi trong lúc uống rượu rồi gọi là thèm khát quá thì làm liều. Nhưng mà rõ ràng ở đây thì anh ấy là người em không hề biết. Anh ấy có vợ có con, anh có vợ rồi. Biết nhưng mà có vợ có con rồi, nhưng mà rồi. Tại không có biết làm nghề gì, tại không có hỏi lên đâu, lâu mới gặp là cũng có liên lạc điện thoại thôi. Rồi thôi thế này, em thì hình như là cũng ít để ý đến những vấn đề sách vở báo chí nói về vấn đề giới tính, vấn đề xã hội đúng không? Thấy em trong sáng lắm, em trong veo luôn ấy. Việc đầu tiên em có thể một là bị xâm hại tình dục bởi người đồng tính. Anh ấy có thể là người đồng tính. Ở đây chắc là phải có nhà chuyên môn thì mới kết luận. Nhưng mà nghe cái việc mà có vợ rồi xong đi chuốc rượu say cho một người, rượu bia say cho một người bạn trai khác để có quan hệ tình dục, thì ở đây là hình thức xâm hại tình dục bạn cùng giới. Đúng không? Yeah. Anh là người đồng tính, tuy có vợ rồi nhưng vẫn cứ thèm quan hệ với người cùng giới với mình. Đấy là cái đấy là nó có thật ở trong cuộc đời. Có những người đồng tính thì người ta công khai, người ta nhận người ta là người đồng tính và người ta không lấy vợ để người ta yêu một chàng trai khác. Em có nghe thế bao giờ không? Cũng nghe. Rồi, thế thì chịu khó nghe thêm. Việc thứ hai là có những người đàn ông vì muốn che giấu, không nhận mình là đồng tính vẫn lấy vợ. Tuy nhiên cái khát khao mà có quan hệ tình dục với người đồng giới nó vẫn còn ở trong lòng. Khi gặp hoàn cảnh dễ chịu, hoàn cảnh thuận lợi thì làm cái việc đó với bạn đồng giới. Hoặc là anh ấy là người lưỡng giới, tức là với nữ cũng thích mà với nam cũng thích, thế là dạng dạng bisexual ấy, tức là lưỡng giới. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì em vẫn là người bị xâm hại tình dục, bởi vì em không muốn cái điều đó và bị người khác chuốc rượu say và người ta làm cho mình lúc ấy tờ là mờ say không biết, nhưng khi tỉnh lại mình thấy mình hơi mắc cỡ, đúng không? Em có thấy xấu hổ ngại ngại gì không? Thì thấy cũng hơi hơi là... Có thấy nó kỳ kỳ hay là thích thích lại mong muốn anh đến nữa? Không, không kỳ thôi, hơi kỳ kỳ. Thấy hơi kỳ kỳ. Thế nhưng mà em có khát khao mong muốn được nữa không? Nói chung á, thì lúc mà anh làm á, thì lúc đó thì nó cũng có hơi hơi ấy. Hơi ấy ấy rồi, tê tê thích thích đúng không? Anh ấy làm quan hệ tình dục thực sự không? Ví dụ anh quan hệ bằng đường hậu môn hay vào đường miệng của mình, hay là chỉ ôm nhau sờ lần kích thích với nhau? Bằng miệng của em thì em không có biết, tại em lúc đó em thích ngủ rồi, rồi xong rồi còn lúc mà ấy. Trời ơi, rượu say gì nỗi người ta, ví dụ như ngủ người ta nhét vào miệng mình cái gì mình không biết thế à? Đúng không? Cho nên thứ nhất là nếu như em không phải là người đồng tính thì em sẽ dừng cái việc gặp gỡ anh này. Bởi vì nhiều lần như thế rồi em sẽ thành quen. Em có thể không phải là người đồng tính, em có thể là trai thẳng. Nhưng mà rồi vì em chưa có những trải nghiệm quan hệ tình dục với bạn khác giới. Em chưa bao giờ có người yêu, vẫn chẳng quan hệ với bạn nữ bao giờ, đúng không? Dạ. Nay lại có một cái anh này, anh cứ làm mình thấy hay hay. Lúc đầu thấy kỳ kỳ, nhưng ba lần thì thấy hết kỳ kỳ. Mà lại thấy thích thích, rồi đến lần thứ tư nhớ là nhiều người đã đánh mất cái giới tính thực sự của mình. Bởi vì mình không ý thức được là mình đang bị xâm hại, mình đang bị lôi cuốn nhá. Lần thứ ba thì đưa vô hậu môn nên em, lúc đó em lúc ấy đau quá thì mới biết, mở mắt mới biết, còn mọi lần thì là không, đúng không? Tại lần thứ đó em hình như là em thấy nó đưa vô luôn rồi em mới rút ra thôi. Rồi, tóm lại thì đó, nếu em không thích thì em là người không phải người đồng tính thì em phải dừng lại.
tránh trường hợp là mình sa đà, một là bị nghiện cái hành vi tình dục đó rồi thành thói quen. Có thể mình không thể trở thành người đồng tính đâu, nhưng mà mình quen cái hành vi tình dục đồng giới nhá. Đồng tính là khác, còn cái hành vi tình dục đồng giới là người ta nói đến cái hành vi thôi, cái gì lặp đi lặp lại nhiều nó thành thói quen không tốt nhá. Hai nữa là chịu khó đọc sách, lên trên mạng đọc sách về vấn đề giới tính, biết phải biết thế nào là LGBT, phải biết thế nào là đồng giới nam, đồng giới nữ, người ta vì sao lại như thế, người ta có những hành vi tình dục như thế nào, và mình học cách để mình tự bảo vệ bản thân. Em là một người thanh niên còn rất là non trẻ, ít kinh nghiệm sống, đi ra ngoài xã hội em đi kiếm ăn, em ở nhà trọ nhà thuê thì có những kiến thức bảo vệ bản thân chứ nhá. Không phải chỉ bạn này mà ngồi tới đây mà có một chị nào chị già già, chị thích em, chị chuốc rượu say xong rồi chị xâm hại em thì cũng chết đấy. Mình phải có kiến thức một tí nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lập Đinh Đoàn rồi chứ? Chào bạn nhá, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Không biết là với vai trò của bác sĩ thì với câu hỏi vừa rồi thì bác sĩ có lời chia sẻ gì với các khán thính giả đang nghe đài không ạ? Tôi nghe câu chuyện của bạn trẻ 24 tuổi, vâng, 24 tuổi, một thanh niên 24 tuổi rất là trẻ, vâng. Và tôi nghe thấy toàn bộ câu chuyện của bạn đó với anh Văn, cũng đặc biệt là với anh Đoàn. Thật sự là tôi ở trong lòng tôi rất là thấy lo cho bạn này. Đúng rồi ạ. Vâng, bạn ấy không hề có kỹ năng bảo vệ mình, dạ, vâng. Thế bây giờ, và bạn ấy cũng không biết là, có lẽ bạn ấy cũng không biết là đấy là hành vi có hại cho sức khỏe anh ạ, dạ, vâng, vâng. Anh khi mà bạn ấy say như thế, bạn ấy không kiểm soát được mình. Và cái anh chàng này, anh ấy có thể là đưa miệng của anh này vào cơ quan dương vật của bạn này. Đấy là một cái hành vi có hại rồi. Nếu như mà trong khoang miệng của anh ấy nó không khỏe, rồi nó có những cái vết loét rồi vân vân. Hay nói cách khác là kể cả anh ấy mắc các cái bệnh mà trong khoang miệng anh ấy có, cũng có thể gây bệnh cho bạn này, kể cả bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Dạ vâng. Cái thứ hai nữa là việc mà xâm nhập vào đường hậu môn cũng là một hành vi mà có hại cho sức khỏe. Dạ vâng. Nhất là trong tình trạng là anh này anh lại không biết được là như thế nào, thì cơ thể anh ấy không sẵn sàng, các cái cơ thắt của hậu môn nó không mở ra, nó rất dễ gây sang chấn, thậm chí có những trường hợp nó đã thủng trực tràng. Dạ vâng. Và đấy là cái việc rất là nguy hiểm cho anh ý, chưa kể là những cái tổn hại đến sức khỏe, mà rồi nó cũng có thể là tổn hại đến tinh thần nữa. Biết đâu sau này anh ý chẳng thể mở lòng ra với các bạn gái, hoặc là anh ý lại như anh Đoàn đã nói rồi, không phải là người đồng giới mà cuối cùng lại trở thành có những cái hành vi quan hệ tình dục với người đồng giới, thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Vì thế tôi cũng rất là mong muốn các cái bạn trẻ, đặc biệt là với cái bạn 24 này, chúng ta phải tỉnh táo hơn nữa, chúng ta phải cập nhật các cái kiến thức, biết tự bảo vệ chính mình, cũng như là biết các cái xu thế quan hệ tình dục hiện nay nó như thế nào, đánh giá các nguy cơ mà mình có thể gặp phải. Ở đây chỉ có việc là mỗi tội uống rượu anh ạ. Dạ cứ vâng. Mỗi lần uống rượu là say, và say đến người ta làm gì trên cơ thể mình còn không biết, thì sau này làm sao mà mình có thể kiểm soát được cuộc sống của dạ mình. Vâng. Không biết là anh Đinh Đoàn, anh còn nhớ cái trường hợp là có một cậu cũng thanh niên dạng tuổi như thế này, thì là ở dãy trọ và bà chủ là hay trừ tiền trọ là vâng, bởi vì phục vụ nhu cầu của bà ấy. Đấy, tôi nói là hiện nay thì rất là nhiều bạn trẻ thoát ly khỏi gia đình vì nhiều lý do, đi học hay đi làm, đi kiếm sống. Điều ấy thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì các bạn phải trang bị những cái kiến thức phòng vệ bản thân, tránh vướng vào các mối quan hệ phức tạp để đánh nhau, để ghen tuông, tranh giành bạn trai, tranh giành bạn gái. Và đặc biệt thì uống rượu hay nhậu nhẹt cũng vẫn cứ nói vui thôi, vui có chừng dừng đúng lúc. Dạ. Tránh trường hợp để mà say, một người phụ nữ nào đó, người ta thấy một anh thanh niên say mà người ta thích, người ta lôi vào trong giường, sau đấy người ta chụp ảnh để lại, ngày hôm sau người ta dùng những cái tấm hình ấy, người ta tống tiền rằng là hôm qua trong lúc anh say hay là cậu say, cậu xâm hại tôi, vì cậu phải tôi trả tôi một món tiền này, món tiền khác, nếu không thì sẽ đấy. Nhiều người sống dở chết dở. Vâng. Cho nên là các bạn khi ra khỏi nhà, không còn sống trong vòng tay bố mẹ, phải biết cách tự bảo vệ bản thân, dạ đừng vâng, để say đến mức độ mà không biết cái gì cả như thế ạ, để dạ người vâng, khác hại mình. Dạ vâng, rất là cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Quý vị vừa theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02437
0868 262625 để chúng tôi thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí dành cho quý vị.